Dì nghe nè con. Tối nay con có ở lại làm việc không? Dạ, tối nay chắc là con ở lại làm nữa. Lại nữa hả? Sức khỏe quan trọng hơn nha con. Nhiều việc quá thì nói lại với sếp với công ty để họ thêm người phụ mình. Con đừng có ốm hết như vậy. Tại có chút trục trặc nên con với sếp phải ở lại để tranh thủ hoàn thành. Ngày mai con đã xin nghỉ phép nguyên ngày rồi. Sáng về con ngủ bù. Dì đừng có lo. Thôi được rồi, mệt quá thì cứ về nghỉ, nghe chưa? Dạ. Thôi dì cúp ngang. À, dì, dì nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Ừ. Dạ, con chào dì. Ừ. Lại điện về nhà hả? Tôi gọi điện để báo cho dì tôi biết, để dì khỏi lo. Dì, dì giúp việc hả? Tôi tưởng là cô gọi điện cho mẹ cô chứ. Không, dì là vợ sau của ba tôi. Ờ, thì ra là vậy. Bây giờ cũng còn sớm. Hay là tôi với cô đi kiếm gì ăn, rồi về làm tiếp nghe. Hôm nay tôi nghe thức ăn nhanh quá. Với lại sẵn tôi mời cô, để cảm ơn cô về hủ chanh mật ong. Ok. Ừ, cũng được. Alo. Tụi em đang trên đường đi Đà Lạt. Mà con Tú á, nó còn giận anh nhiều lắm á. Vậy hả? Trời, anh Kiệt, bạn gái anh giận mà sao anh nói vậy hả? Nghe tỉnh bơ vậy. Nếu mà bây giờ anh mà chạy lên đây với nó thì quả mai nó còn suy nghĩ lại và sẽ tha lỗi cho anh. Anh đang bận rồi. Thôi, mọi người đi chơi vui vẻ nha. Bye. Ơ à. Dám làm lơ tao như vậy hả? Thôi, mày bỏ cho xong. Mày á thì thiếu gì vệ tinh xung quanh. Bỏ sao được mà bỏ. Nhưng mà người này khác với mấy người kia, mày biết chưa? À, coi bộ có người biết yêu thiệt rồi đó nha. Ông Kiệt hả? Không, ba tao. Ba tao cũng đang ở trên Đà Lạt á. Lên đó để đi dự đám tang của một người bạn cũ. Dạ, con nghe nè ba. Thì con đang lái xe đi lên trên Đà Lạt nè. Chắc mấy tiếng nữa mới tới. Cảm ơn sếp về buổi tối hôm nay nha. Có gì đâu. Món ăn hợp khẩu vị của cô chứ. Ngon lắm. Món ăn rất là phong phú. Không gian lại ấm cúng. Coi như nhờ sếp mà tôi phát hiện ra một địa điểm tốt. Mai mốt tôi sẽ dẫn gia đình tới. Chắc là mọi người sẽ thích lắm. Gia đình của cô có vẻ rất là hạnh phúc ha. Tất nhiên rồi. Ba tôi thì mất sớm. Mẹ tôi thì vì hoàn cảnh phải bỏ đi xa. Tuy là anh em tôi thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, nhưng mà nhờ có dì, dì luôn thương yêu và che chở cho anh em tụi tôi. Vậy hả? Tôi tưởng mẹ ghẻ con chồng sẽ khó hòa hợp chứ. Hồi nhỏ anh em tụi tôi cũng không thích dì đâu. Nhưng mà dần dần tụi tôi cảm nhận được sự yêu thương của dì dành cho mình. Năm xưa dì với ba tôi mới chỉ đăng ký kết hôn thôi. Mà chưa kịp làm đám cưới thì ba tôi qua đời. Nếu mà người khác thì họ đã bỏ mặc anh em tụi tôi rồi. Nhưng mà 20 năm qua, nếu như không có dì lo cho anh em tụi tôi ăn học, không biết bây giờ tụi tôi ra sao nữa. Còn sếp thì sao? Tôi thấy sếp cứ làm việc suốt, chắc là không có thời gian dành cho gia đình đâu ha. Gia đình của tôi thì chỉ có ông ngoại thôi. Mà ông ngoại tôi chỉ thích tôi tập trung vô cho công việc. Vậy còn ba mẹ của sếp đâu? 20 năm trước mẹ tôi mất rồi. Ba tôi thì bỏ đi. Cho nên tôi về sống với ông ngoại cho tới bây giờ. Thì ra là vậy. Hèn chi tôi thấy chủ tịch rất là thương sếp. Nếu không thì đã không... Nếu không thì đã không cho tôi làm phó tổng khi còn trẻ chứ gì. Cô không dám nói sợ tôi tự ái hả? Thực ra tôi biết sếp là người có năng lực. Nhưng mà vị trí đó, đối với độ tuổi một người như sếp, đó là sự ưu ái đúng không? Cũng chưa chắc là sự ưu ái đâu. Ừ. Sao sếp lại nói vậy? Vì từ nhỏ ngoại đã rất nghiêm khắc với tôi. Tôi luôn được ngoại đặt vào danh đích. Phải tiến về phía trước, không được lùi. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng nặng mà. Tôi cũng không muốn làm cho ngoại phải thất vọng về tôi đâu.
Thường những người giống như chủ tịch chắc chắn sẽ đòi hỏi con cháu cao như vậy. Thực ra sếp cũng không sung sướng giống như người ngoài nghĩ ha. Cô ngồi trên xe đi. Anh là ai? Sao anh chặn xe tôi? Để dạy dỗ mày chứ chi. Anh nói cái gì? Nè, mấy người làm gì vậy? Sếp Quân. Mày biết rõ trận đòn này từ đâu ra đúng không? Sếp có sao không vậy? Sếp có sao không vậy? Tôi không sao. Cô có sao không? Tôi không sao đâu. Lên xe đi. Làm sao không? Để tôi đưa cô đi bác sĩ. Tay tôi đau quá. Chắc là ngày mai tôi sẽ nghỉ. Chứ đang bị nội thương như vậy, tới công ty mà không tập trung làm việc thì mất phong độ, hình tượng đẹp trai với mấy em nhân viên lắm. Vậy mà sếp còn giỡn được nữa hả? Tại vì tôi thấy cô căng thẳng quá. Mai mốt gặp trường hợp như vậy, cô cứ ở yên trong xe thì sẽ an toàn hơn. Tôi thấy sếp bị đánh, tôi hoảng quá, còn nghĩ được gì đâu. Chắc sợ tôi bị đánh thương tích nặng, phải nằm bệnh viện dài hạn. Cô phải gánh hết việc của tôi chứ gì. Thì tất nhiên rồi. Ngày mai cô cứ ở nhà làm đi. Có gì tôi với cô lại trao đổi. Ok sếp. Hồi nãy tôi nghe tụi nó nói, chắc sếp biết ai đánh sếp hả? Tôi thấy tụi nó hung hăng lắm đó. Hay là sếp báo công an đi. Chắc là ông chú đại gia hôm trước, ông tưởng tôi giành bộ với ổng cho nên ông đánh vào mặt tôi. Chắc vậy là xong thôi, không có lần sau nữa đâu. Bây giờ mà làm lớn chuyện thì thêm rắc rối thôi chứ được gì. Trời đất ơi, tôi tưởng là sếp có kẻ thù nào ghê lắm, lo lắng cho sếp. Thì ra là vì lăng nhăng giành bộ của người ta cho nên bị đánh. Sao tự nhiên cô trở mặt nhanh vậy? Tại tôi thấy tự nhiên mình bị đánh quen ủ quá thôi. Không phải là tôi lăng nhăng, mà là ổng với cô bồ nhí của ổng xảy ra xung đột. Tôi chỉ ga lăng giúp đỡ phụ nữ thôi, cho nên ổng mới hiểu lầm. Bộ cô tưởng tôi háo sắc, gặp gái đẹp nào cũng thấy thích sao? Sếp có háo sắc cũng không liên quan gì tới tôi. Chỉ mong là lần sau đừng có liên lụy gì tới tôi là được rồi. Phiền lắm. Ok, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Mấy lần sau khi mà bị đánh, tôi sẽ chạy ra xa cô một chút, để cô khỏi bị dính đòn quan. Mẹ vô đi. Mẹ. Mẹ có nấu chè đậu xanh con ăn không? Mẹ đem lên cho con nha. Thôi, một chút nữa con xuống ăn được rồi mẹ. Ừ. Con Phương đi chơi rồi hả mẹ? Nó đi ba với tụi bạn, chắc là về trễ đó. Sao rồi con? Con Tú nó có điện cho con không? Dạ không. Chỉ có bạn của cổ mới điện cho con, nói là cổ đang đi chơi ở Đà Lạt. Chắc là cổ muốn thông qua bạn cổ
kêu con ra đó. Nhưng mà thôi, chắc con muốn con năn nỉ cổ đó. Vậy là chứng tỏ nó chỉ giận dỗi bình thường con thôi. Hay con đi đi, sẵn con đang nghỉ phép mà. Hiện tại giờ con chưa muốn gặp Tú. Con thiệt á, lâu nay quan sát con Tú, mẹ thấy nó yêu con nhiều lắm đó. Dù tính nó tiểu thơ kiêu ngạo, nhưng mà không phải là người tâm cơ biết tính toán gì. Con mà cưới nó, sau này cả cơ ngơi của ông Quý sẽ do con quản lý thay cho ổng mà. Con nên suy nghĩ đi nha. Ai vậy con? À, là Ly, bạn của Tú đó mẹ. Alo, anh nghe nè Ly. Anh Kiệt, Tú bị tai nạn rồi đó. Gì? Vậy Tú sao rồi? Tú đang cấp cứu tại bệnh viện Đà Lạt. Được rồi, anh sẽ lên đó liền. Dạ dạ. Vậy nha. Sao vậy con, có chuyện gì vậy? Dạ, Tú bị tai nạn giao thông, đang ở trên Đà Lạt đó mẹ. Bây giờ con phải lên trên đó ngay. Mà có nặng không con? Hay là mẹ đi với con nha? Con đi được rồi, mẹ ở nhà đi. Không, mẹ phải đi với con để mẹ biết tình hình thế nào, để mẹ còn tính cho con nữa chứ. Thôi, chờ mẹ chút, mẹ về phòng mẹ thay quần áo đó. Chờ mẹ nha. Dạ. Cô có cần làm tôi mất hứng như vậy không? Tôi định mở cửa xe cho cô mà. Sao tự nhiên hôm nay lại ga lăng với tôi quá vậy? Không phải tay cô bị đau sao? Nên tôi muốn chuộc lỗi thôi. Chuộc lỗi mà chỉ như vậy thì có vẻ cũng không thành ý lắm đâu. Vậy cô muốn cái gì thì cứ nói. Tôi không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào từ một cộng sự xuất sắc như cô đâu. Ok, khi nào mà tôi suy nghĩ xong rồi thì tôi sẽ báo cho sếp biết. Ủa, Thư, dì tưởng con ở lại công ty làm nguyên đêm chứ. Dạ, tối nay con được về nghỉ. Đây là gì mà cô nói với tôi đó hả? Dạ, chào dì. Dì. Đây là anh Quân, sếp của con. Chào cậu. Ủa, tại con sao vậy Thư? Dạ, hồi nãy con với lại sếp đi ăn rồi bị người ta đánh. Trời đất, mà ai đánh con? Rồi con có sao không? Dạ, tại tôi có xích mích với một người, cho nên họ cho người đánh tôi để dằn mặt thôi. Đồng ý, cậu là sếp của con Thư, nhưng con tôi là con gái, sao cậu lại để nó bị liên lụy như vậy? Tôi... Dì ơi, lỗi này không phải là của ảnh đâu. Lúc đó con ở trong xe, thấy ảnh bị đánh nên con mới chạy ra can, rồi bị đánh trúng thôi, chứ không phải họ muốn đánh con đâu. Tôi xin lỗi dì, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Tôi quên nữa. Thôi, mời cậu vô nhà uống miếng nước nha. Dạ thôi, cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước. Tôi về nha. Dạ chào sếp. Dạ chào chị. Dì. Dì ơi. Dì. Sao dì đứng ngẩn ra vậy? Thì ra đây là cái cậu sếp mà con hay nói đó hả? Dạ. Có lần con nói cậu đó là cháu của ông chủ tịch của con hả? Cháu nuôi hay là làm sao? Dạ, là cháu ngoại của chủ tịch. Cháu ngoại? Dì có chuyện gì không? Không, con ăn uống gì chưa? Để dì vô dọn cơm cho con ăn nha. Hồi nãy con với ảnh đi ăn xong rồi giờ mới gặp chuyện nè.
Vậy thôi con vô tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi một lát nữa dì bôi thuốc cho con. Hồi nãy con có đi bác sĩ nói là không sao rồi. Con tắm rửa rồi nghỉ ngơi xíu là hết. Ừ, thôi vô đi con. Dạ. Mày làm sao vậy? Mày đang thay đổi phải không? Không, tao không thay đổi. Tao quyết không thay đổi. Mày nên nhớ, mày đã thề phải làm gì rồi, đúng không? Đúng, tao đã thề phải làm cho họ chịu đau khổ so với những gì họ đã gây ra cho tao. Không có gì làm tao phải chung bước. Không ai ngăn cản được tao, cho dù đó là ai. Vậy thì tao yên tâm. Nhưng mà cái gì nữa? Không có gì. Tao đang cần một không gian riêng. Mày biến đi, biến cho khuất mắt tao. Ok. Đồng ý, cậu là sếp của con Hương. Nhưng con tôi là con gái. Sao cậu lại để nó bị liên lụy như vậy? Nghe nè Lý, anh với mẹ anh đang trên đường đi nè. Dạ. Cứu sao rồi? Dạ, phẫu thuật xong rồi. Nhưng mà bác sĩ nói có nguy cơ sống thực vật suốt đời. Cái gì? Sao lại như vậy? Em cũng không ngờ nữa. Để em nhắn tin địa chỉ bệnh viện và số phòng cho anh. Ờ, cảm ơn em. Dạ. Nhắn liền giùm anh nhé. Dạ. Cảm ơn em. Sao con? Con Tuấn nói sao con? Lý nói Tuấn có khả năng sống thực vật suốt đời đó mẹ. Trời đất ơi, sống thực vật hả? Thiệt tình không ngờ ra nông nổi như vậy. Nè con, bây giờ mẹ tính vậy nè, mình ra thăm con Tú một lần cho trọn tình nghĩa.
Ai có hỏi, con nói rằng con với nó chia tay từ tối qua rồi nha con. Như vậy sau này con có bỏ nó thì không ai nói gì con được hết á. Mà phải chi nó tàn tật, con cưới nó cũng được, không ảnh hưởng gì. Chứ bây giờ nó nằm sống thực vật như vậy thì làm sao mà cưới hỏi được nữa hả con? Mẹ, giờ này mẹ còn nghĩ tới mấy chuyện này nữa hả? Trời ơi, mẹ biết con đang rối mà. Mẹ đang tính đường lui vẹn toàn cho con thôi. Mẹ đang lo cho con mà. Không thì mẹ đi theo con làm gì chứ? À đúng rồi, quên nữa, mẹ gọi điện báo cho cô Phương nó biết. Dạ. Phương à con. Mẹ hả? Dạ, con nghe nè mẹ. Con về nhà chưa? Dạ, con về tới nhà rồi. Mà mẹ đi đâu vậy mẹ? Chị Tú bị tai nạn giao thông. Mẹ với anh hai đang bắt taxi lên Đà Lạt đây. Hả? Con ở nhà khóa cửa cẩn thận đi ngủ đi. Để mẹ coi tình hình chị Tú sao, có gì ngày mai mẹ về sớm. Dạ, con biết rồi mẹ. Mẹ với anh hai đi, nhớ cẩn thận đó nha. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi mà. Vậy thôi nha con. Dạ. Chắc bà bị nặng lắm, cho nên mẹ với anh hai mới đi gấp vậy chứ. Dù bà thấy ghét thiệt, nhưng mà cũng cầu trời cho bà không có sao. Bây giờ tính sao với các ông này đây ta? Dù cho ông này có lần cứu mình, nhưng mà mình đang ở nhà một mình, đâu có chắc là nửa đêm ông có dám làm gì mình không? Tốt nhất là mình phải phòng thủ trước. Sao mà lại có cảm giác thân thiết khi nhìn cậu Quân đó? Có lẽ tại mình thương nhớ thằng An quá nên suy nghĩ quá nhiều. Người ta là cháu của một tập đoàn lớn, đâu phải là người không rõ lai lịch đâu. Tú sao rồi? Nó đang nằm ở trọng. Bác sĩ không có cho vô. Bây giờ nó dậy rồi tính sao? Con biết không, trên đường đi thằng Kiệt nó nói với bác, dù con Tú có ra sao thì nó cũng chăm sóc cho con Tú. Nó thật lòng thương con Tú, chứ không phải là giả tạo giống như ba con Tú nghĩ đâu con. Mẹ nghe chuyện con Tú mà mẹ đau lòng quá à Kiệt. Mà con phải phấn chấn lên để lo chăm sóc cho con Tú nghe không con? Biết đâu sẽ có phép màu xảy ra thì sao? Đúng rồi đó anh. Dù Tú có như thế nào, anh cũng sẽ chăm sóc cho cổ. Anh thật lòng yêu cổ mà. Thiệt ra người nằm ở trong đó không phải là con Tú. Hả? Nè con, vậy là sao con? Con với con Tú á, đúng là xém bị tai nạn thiệt. Nhưng mà con Tú á, nó thắng xe lại kịp, cho nên á, con với nó không bị gì. Còn bệnh nhân đang nằm ở trọng á, là đang được bệnh viện điều trị. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Nè, sao tụi em gạt anh vậy? Em có gạt anh đâu. Tại vì á, ba của em muốn coi coi anh có thực lòng với em không. Con chào chú. Dạ, con chào chú. Anh quý nè, thằng Kiệt nó thương con Tú thật lòng mà, anh bày ra cái trò này chi vậy? Trời ơi, là mẹ con tôi lo lắng, đau buồn suốt chặng đường lên đây đó anh. À, tôi xin lỗi hai người, vì thật sự tôi muốn thử lần cuối
trước khi cho hai đứa cưới nhau, để tôi được yên tâm thôi chị. Nếu chú vẫn chưa tin tưởng con thì con với Tú cũng không cần phải cưới sớm đâu. Nhưng mà em có thai rồi, không cưới sớm sao được. Em có thai hả? Trời ơi, có thai hả con? Hồi nào vậy? Sao con không nói cho bác biết hả? Thì hồi nãy lúc mà Thắng gấp xe thì con bị đau bụng, con nhờ bác sĩ kiểm tra thì bác sĩ nói con có thai được 3 tuần rồi. Đúng lúc ba con tới đây biết chuyện, cho nên ba con mới đòi thử anh Kiệt nè. Như vậy thì tốt quá rồi. Thật sự bác mừng lắm luôn đó. Anh yên tâm đi, thằng Kiệt á, nó sẽ chăm sóc thật là tốt cho mẹ con Tú mà. Bây giờ chú đã yên tâm giao Tú cho con rồi. Sao? Anh có chịu cưới em không? Nếu không á, thì em sẽ nuôi con một mình. Tất nhiên là anh chịu rồi, bà xã. Cho tôi hỏi cô Tú bị tai nạn nằm ở phòng nào? Cô Tú nào? Chỉ có một người bị tai nạn tên là Mỹ. May quá, mình biết trước để đối phó. Không thôi thì không biết phải làm sao. Mà con còn tưởng thiệt nữa chứ. Con còn cầu cho bả đừng có bị cái gì. Mẹ, vậy là bả với anh hai cưới nhau thiệt á hả? Ừ, thì đó, mẹ sẽ về đi coi ngày liền nè. Cưới càng nhanh càng tốt, chứ để cái bụng lộ ra kỳ lắm. Con đó, giờ có thêm đứa cháu. Vì anh hai, vì cháu, phải nhịn đi chưa? Con biết rồi mẹ. Mẹ, bây giờ con đang có công chuyện gấp. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau nha. Thôi nha con. Im! Anh làm gì lạ lo làm tôi hết hồn mà. Đâu? Thả tôi ra. Đồng bọn cô đâu? Mấy người bắt tôi vì mục đích gì hả? Trời, anh nói điên nói khùng gì vậy? Nè, bọn anh tưởng tôi là giang hồ bắt cóc anh thiệt hả? Ai kêu hồi tối hôm qua xịn quá trời quá đất chi? Tôi đâu biết nhà anh ở đâu đâu. Thành ra hết cách rồi, tôi mới đem anh về nhà tôi ngủ tạm. Tôi tính hả, là cho anh ngủ nhờ với anh hai tôi kìa. Nhưng mà tôi đâu có biết đâu, là anh hai tôi có công chuyện cho nên nhà tôi đi hết trơn rồi. Ở nhà có mình tôi à. Ê, làm gì bò ra đây vậy? À, tính tìm cách đào tẩu trốn thoát chứ gì. Không có dễ dàng mà thoát được tôi đâu. Tôi nói cho anh biết nha, cụp tay, cụp chân rồi dán miệng như vậy á, còn lâu mới thoát được á. Nè, tưởng bị bắt cóc thiệt hả? Trời ơi, tội nghiệp quá. Chắc là sợ lắm phải không? Tội nghiệp quá. Hả? Cô nói nhiều thiệt luôn đó. Bây giờ tháo băng keo giùm tôi cái đi. Rồi muốn nói gì cũng được. Thì từ từ người ta tháo. Thì phải giải thích rõ ràng cho biết lý do tại sao bị bắt chứ. Làm gì dữ vậy? Cái mối nó nằm ở đâu vậy ta? Khó lấy vậy? Cái kéo cắt cho nó lẹ. Trời ơi, nãy giờ không nói sớm. Anh thông minh thiệt á. Đợi tôi chút nha. Thần kinh thiệt chứ. Nè, đây, có kéo rồi, đợi chút nha. Cắt lẹ đi. Nè, tại vì tôi nể tình đó hả? Lần trước anh cứu tôi, cho nên tôi mới đưa anh về đây để cứu anh đó. Còn bày đặt nói nữa.
Biết anh mà lèm bèm kiểu này á, cho anh nằm ngoài đường trúng gió từ tối hôm qua luôn cho rồi, chứ không có thèm cứu đâu. Cắt lẹ đi. Thì cắt nè. Nói hoài không chịu cắt. Giờ cắt nè. Anh làm cái gì vậy? Không có băng keo mà cắt cái chân tôi. Không có nha. Mới cắt được có một cọng lông à. Còn nói nữa hả? Bây giờ anh có im không? Anh mà không im á là tôi cắt thiệt á. Từ từ. Xong chưa? Dạ. Anh làm gì vậy? Từ giờ cậu biết nói nha. Tôi lên lên đó. Chắc là sợ lắm đúng không? Tội nghiệp ghê vậy. Anh dám chọc ghẹo tôi hả? Ây da. Anh dám chọc tôi hả? Thì cô cũng mới chọc tôi đó. Thì tại vì tôi sợ. Mất công nữa đem anh sai xỉn vô đành làm bậy bạ gì tôi ai biết được. Nếu như tôi biến thái như cô nghĩ thì cái bữa ở Vũng Tàu, ở trên xe tôi đã xử cô rồi. Thì tôi đâu có biết đâu. Mới gặp nhau có một lần à. Làm sao mà biết được. Anh xỉn vô anh làm bậy bạ gì tôi. Tôi phải bảo vệ tôi trước chứ. Tôi phải rút kinh nghiệm nha. Lần sau hả tôi mà bắt cóc được anh á, tôi phải đem anh ra trước cửa nhà rồi tôi mới tháo băng keo cho anh. Nếu không hả mà anh biến thái giống như hồi nãy là chết tôi luôn. Còn lần sau nữa hả? Cô đúng là vừa rảnh mà vừa xàm. Trong bóp tôi có chứng minh có địa chỉ. Kêu taxi đưa tôi về là được. Trời, ai mà không biết. Anh làm như tôi khờ lắm vậy đó. Quan trọng là cái bóp và điện thoại của anh đã bị người ta cướp mất tiêu rồi. Khỏi kiếm nữa, tôi đã thấy tụi nó đem đi từ lâu rồi kìa. Lúc mà anh nằm một đống trước cửa quán đó. Tôi bị cướp thiệt hả? Ừ. Ê nè, anh đi đâu vậy? Hả? Tôi lên ở đâu? Ở dưới nhà. Hết thùng bánh dế à? Đi tôi lấy thôi mà. Cậu mới về. Chị có 200 công cho con mượn 200 đi. Dạ. Đây cậu. Cảm ơn anh. Vô trong đi, con nói chuyện riêng với bạn con một chút. Dạ. Ông muốn gì? Tối đêm qua cậu bị cướp. Ba của cậu đã lấy lại từ tụi cướp cho cậu. Cậu lì quá cho nên ông mới đánh cậu. Chứ thật sự ra ông rất là quan tâm cậu. Có người theo dõi tôi hả? Sao? Bây giờ có muốn nhận lại ba cậu không? Thank you.
xin lỗi, tôi mệt quá cho nên tôi ngủ quên từ sáng tới giờ. Bây giờ cô đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà làm việc thôi. Ok, vậy đợi tôi xíu nha. Ok sếp. Chào con trai. Con nhớ ba không? Ông bị khùng điên gì vậy? Thanh tra coi. Lúc trước con bị điên, bây giờ tỉnh lại rồi. Con mất trí thiệt hay là giả vờ đây? Tôi không biết ông đang nói gì hết. Thật kinh. Chị Diệu. Em xin lỗi chị nha, mai mốt em không bỏ chị đi nữa đâu. Được rồi, em làm việc đi. Dạ. Cho tôi một tô phở. Một tô phở? Một tô phở. Cậu ngồi đi. Cảm ơn. Phở Vinh Phong. Xin mời. Cảm ơn. Đũa muỗng. Cảm ơn. Cho chanh vô. Vô đây nè. Ăn cái này được không? A bit, chút xíu. Trời ơi. Sao tự nhiên sếp tới nhà tôi vậy? Tới thăm cô không được sao? Cảm ơn sếp. Sao tự nhiên tốt với tôi vậy? Có chút trái cây tặng cô để xin lỗi. Tối hôm qua cô với tôi mà bị đánh. Tặng cô. Cảm ơn sếp. Mời sếp vô nhà. Mời sếp ngồi. Dì của cô đâu rồi? Dì của tôi ở ngoài quán phở. Tôi thấy từ sáng tới giờ có nhiều cuộc gọi nhỡ của cô. Tôi không ngờ cô lại lo lắng cho tôi đến như vậy. Dì tôi đang cần sếp online để bàn công việc thôi. Vậy mà làm tôi mừng hụt. Tôi cứ tưởng là cô lo cho tôi chứ. Sếp có một đống bạn gái lo cho sếp, cần gì tôi nữa. Mà sếp uống nước. Tôi đang độc thân vui vẻ. Cô không thấy khối lượng công việc hiện tại của tôi hay sao? Làm sao có thời gian để hẹn hò với ai được chứ? Với lại tôi đã tìm được người mà mấy lâu nay tôi muốn tìm. Sếp định chọc tôi hả? Tôi nghe nói là sếp không bao giờ tán tỉnh nhân viên trong công ty mà. Đúng là anh đề ra cho mình nguyên tắc đó. Vì anh không muốn ảnh hưởng tới công việc. Nhưng từ khi gặp em, một người thấu hiểu quan tâm tới anh,
thì mọi chuyện đã thay đổi. Anh cũng không kiểm soát được tình cảm của mình. Những mối tình trước đây của anh cứ tới rồi đi, không động lại được gì. Thật ra tối hôm qua lúc em bị đánh, anh rất lo lắng cho em. Anh đã nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào không biết. Anh nói cái gì vậy? Anh biết là em cũng thích anh mà đúng không? Nè, anh đừng có đùa giỡn với tôi nữa. Tôi không có thời gian đâu đó nha. Là em đùa giỡn với anh. Nếu không thích anh, sao lại quan tâm lo lắng cho anh? Hay là tại anh chưa tạo được sự tin tưởng cho em? Anh đừng có nói tào lao hoài nữa. Coi chừng công việc của tôi không có kịp deadline bây giờ đó. Trước đây anh từng trăng qua, em không tin tưởng anh thì cũng đúng thôi. Nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em thật lòng. Anh làm cái gì vậy? Nè, anh mà làm quá nữa tôi không khách sáo với anh đâu nha. Em nghĩ anh tính làm gì? Không phải em nói cần trao đổi sao? Vậy bây giờ làm việc đúng không? Tôi vừa lấy laptop đây. Can I take a picture? Hả? Cái gì? Take a picture. À, chụp hình. Yes, take a picture with her. Chụp tôi hả? Yes. Bring a great bowl. Picture. Okay, good. Để như vậy đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Chờ chút. Đổi tô mới. À, đúng rồi đó. À, vậy mới đúng. Cái tô này á đẹp hơn. Good. Smile, smile. Yes, smile. Tôi nghe nè, có chuyện gì vậy? Con Tú nó có thai, tôi đã đi coi ngày rồi. Tối nay tới nhà ông Quý bàn chuyện đám cưới, bà có đi không? Nếu được thì bà cùng tôi với thằng Kiều qua đó nha. Tôi tưởng là bà không thích tôi đi cùng chứ. Dù sao bà cũng là người nuôi nó 20 năm nay. Chuyện cưới hỏi của nó, tôi nghĩ cũng nên có mặt bà. Ông Quý muốn nó ở rể nhưng thằng Kiệt không chịu. Tôi khuyên mà nó không có nghe. Nó nói bạn bè của nó không ai ở rể hết trơn á. Thôi được rồi, tôi hiểu dụng ý của bà. Bà không muốn làm mất lòng ông Quý, cho nên muốn tôi tới nói chuyện với ổng đúng không? Tính ra bà cũng đâu phải là ngây thơ lắm đâu. Chỉ có tụi nhỏ với em tôi, nó nghĩ bà là người hiền lành thôi. Tôi không muốn tranh cãi với bà. Tôi cũng mong thằng Kiệt đám cưới suôn sẻ. Vậy tối nay mấy giờ? 7 giờ. Thằng Kiệt sẽ qua đón bà. Tôi biết rồi. Chị khỏe không gì? Chắc là không khỏe đâu ha. Thấy ngồi bán ế quá trời, ngắt ruồi luôn mà ha. Ê, nhỏ kia, mày có tin là tao cho một cái giá không? Nó móc tao hả mày? Gì vậy? Người ta hỏi thăm, quan tâm mà gì còn đòi đánh người ta nữa. Ai kêu? Dì cứ nghĩ ra mấy cái trò chơi xấu người ta làm chi? Bán ế là phải rồi. Khách hàng bây giờ người ta thông minh lắm dì ơi. Người ta không có dễ dụ đâu. Mà nhờ cái vụ đạo nhái của dì á mà quán nhà con kìa, trời, bữa nay đông khách quá trời luôn á dì. Mày có im cái miệng mày lại không? Cái người nghĩ ra cái kế này là mẹ của mày đó. Cái gì? Đúng là tao bị bà hại tao lỗ cho một đống. Thôi nha, dì đừng có ăn nói bậy bạ đổ thừa cho mẹ con nha. Nè, dạ không ai tin gì nữa đâu. Có gì không chị? Không tin tao.
thì mày về quán cho chị. Đây. Dạ. Rồi biết liền cái gì? Hồi xưa đó, dì phụ bên quán dì con kìa. Dì cũng cứ lầm lầm hả, ăn cắp công thức của dì con chứ còn gì nữa. Ai rảnh? Ai mà rảnh mà vu khống mẹ mày? Mày không tin mày về mày hỏi bà đi. Phương. Nè. Thôi con. Dì. Dì à, có khi nào dì bán ế rồi dì đố quan cho mẹ con không? Con sẽ về hỏi mẹ con. Chắc chắn là mẹ con không làm như vậy mà. Thôi được rồi, về quán mình đi. Đi. Ê, ê, con kia, dắt xe về bệnh mày. Để đây chém diện tích. Ngồi yên đó. Sao tự nhiên bữa nay qua đây? Bộ hôm nay con không có lịch quay hả? Dạ, bữa nay thì con được nghỉ. Con phải qua đây để coi coi dì có giữ đúng lời hứa, chịu nghỉ ngơi hay không chứ. Dì biết tự lo cho sức khỏe của mình. Ờ, ủa? Dì Lệ, dì về đây rồi hả? Ờ, quán ở bển ế quá nên dì xin về đây làm lại với chị Diệu. Chị thì tốt quá rồi. Dì, có dì ở đây á, dì phải nhớ nhắc dì của con giữ gìn sức khỏe giùm nha. Trời, con yên tâm đi. Chị Diệu mà không chịu nghỉ ngơi á, dì cũng bắt chị Diệu nghỉ nữa đó. Trời. Dạ. Dì. Ừ? Con có tin này quan trọng lắm. Con phải cấp báo với dì liền á. Anh hai con sắp đám cưới đúng không? Ủa dì, sao mà con chưa nói mà dì biết hay quá vậy? Trời. Anh hai con gọi điện thoại báo cho dì biết đúng không? Mẹ con mới gọi điện cho dì. Mẹ con nói tối nay dì, mẹ con với anh hai qua nhà chú Quý để bàn chuyện đám cưới. Con thiệt không ngờ luôn á. Vậy là cuối cùng anh hai con cũng phải cưới cái bà chảnh chẻ đó thiệt luôn hả? Biết đâu tại con với chị Tú chưa có tiếp xúc nhiều cho nên chị Tú mới như vậy. Sau này là người nhà, quen thân rồi sẽ hòa đồng hơn. Không dám đâu gì. Tánh của bà đó là vậy rồi đó. Đừng hòng mà bà thay đổi. Tại vì không biết á, hồi nãy anh hai rủ bà đi dự ra mắt MV của con. Chị có biết là bà trả lời sao không? Bà nói á, khi nào mà con trở thành ngôi sao hạng A đi, lúc đó thì hãy mời bà. Còn bây giờ hả, không có ai biết con là ai, không có tên tuổi gì hết. Đừng có kêu bà đi cho mất công. Vì coi bà nói vậy á, ai mà chịu nổi bà chứ. Thôi, dì sẽ lựa dịp khuyên nhủ chị Tú từ từ. Dì tin chắc là chị Tú không phải là người không biết suy nghĩ đâu. Con á, không có được nóng nảy rồi gây sự với chị Tú nữa. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì người khó xử là anh hai của con, biết chưa? Con biết rồi. Thì cùng lắm là con sẽ ráng nhịn. Dì, hồi nãy á, con có gọi điện mời dì Thu đi dự họp báo của con. Mà dì Thu nói là dì Thu bận, dì Thu không có đi. Có khi nào á, dì Thu còn giận mẹ con không? Chắc là dì Thu muốn tránh mẹ con với cậu Út con thôi. Chán cậu Út thiệt á. Thích người ta mà không chịu tấn công quyết liệt vô. Bây giờ thử hỏi á, nếu như mà hai người đó đám cưới với nhau, mẹ con đâu có làm được gì đâu, đúng không dì? Cậu Út của con cũng làm nhiều cách rồi đó chứ. Nhưng mà dì nghĩ chắc là do dì Thu. Mấy cái cách mà đeo đuổi người ta của cậu con á hả? Chán phèo. Làm sao dì Thu siêu lòng được chứ? Phải rồi ha. Cứ để cho con đi. Con mà ra tay một cái hả? Đảm bảo thành công luôn á dì. Trời. Sếp, sếp nhìn gì vậy? Anh muốn coi nơi người mình yêu lớn lên thôi. Cách bài trí rất đơn giản, nhưng cho người ta cảm giác thật ấm cúng. Tất cả là do dì của tôi sắp xếp hết. Mấy cái khoản này chị em tôi dùng về lắm. Có vẻ như em rất thương dì của em hả? Dì tuy không phải là mẹ ruột của tôi, nhưng mà 20 năm qua, dì luôn hết lòng yêu thương mấy anh em tôi. Nói vậy, 20 năm qua em sống rất hạnh phúc. Chưa từng chịu bất kỳ tổn thương nào đúng không? Sếp nói vậy là sao? Tại anh muốn hiểu rõ hơn về người yêu của anh thôi. Anh là người yêu của sếp chứ? Bây giờ thì không phải, nhưng tương lai chắc chắn là sẽ khác.
Mà từ nãy giờ anh tới cũng lâu, sao không thấy anh chị em của em đâu vậy? Anh hai với em gái tôi ở với mẹ tôi. Vậy à? Vậy mà anh tưởng anh chị em của em đều ở đây với dì của em chứ. Sao em không theo họ ở với mẹ mà lại ở với dì? Cái này hình như không có liên quan gì đến công việc hết. Thì đây cũng đâu phải là công ty. Nếu em không thích nói thì thôi. Đây, sếp cứ coi đi. Tôi làm xong rồi nè, sếp coi được chưa? Ok rồi, em gửi cho bên đó đi. Tôi gửi nha. Hay là bây giờ mình đi ăn nha. Mình tới quán phở mời dì của em đi luôn có được không? Tối hôm qua làm cho dì em lo lắng cho em, thật sự anh rất là ngại. Cảm ơn sếp, nhưng mà hôm nay tôi có hẹn rồi. Có thiệt không? Hay là em muốn tránh mặt anh? Việc gì tôi phải tránh mặt sếp? Vậy thôi, anh về nha. Cái gì vậy? Định làm gì tôi nữa đây? Ở nước ngoài người ta cũng thường hôn tạm biệt mà. Nhưng đây là Việt Nam. Anh chọc một chút thôi, làm gì em nghiêm túc dữ vậy? Khó tính quá, mặt sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn đó. Cảm ơn sếp quan tâm. Về chưa? Anh về. Anh về nha. Nè Phương. Dì Thu ơi, con Phương nè dì Thu. Dì Thu, con đang ở bên nhà cậu Út con nè. Dì Thu nghe nè, nghe cậu con nè. Phương ơi, cậu bị nước tạt vô người, bây giờ cậu bị cảm rồi. Cảm vậy chắc chuyển qua bệnh chết quá con ơi. Cậu lạnh quá. Ai mà rên dữ vậy con? Dì ơi dì, dì nghe tiếng cậu Út con rên không? Cậu bị bệnh thỏm rài, sốt quá trời luôn mà không chịu đi bệnh viện, cho nên con mới gọi điện thoại cho dì nè. Ổng sao kệ ổng đi, liên quan gì tới dì đâu mà tự nhiên gọi cho dì. Dạ không có được đâu, cậu nói rồi, cậu nói là bây giờ buồn quá rồi, dì Thu mà không qua đây hả, thăm cậu con á hả, là cậu con giận quá, cậu con để vậy cho chết luôn, không muốn sống nữa. Dì ơi, dì làm ơn đi, dì qua đây khuyên cậu con đi dì. Nè nè, dì không tin lời con nói hả? Nè nè, con đưa máy nè. Nè, cậu đi bệnh viện đi cậu. Cậu không đi đâu, cậu lạnh lắm. Cậu không đi đâu. Cậu muốn chết. Ổng muốn chết, thì con để cho ổng chết đi. Vì còn nhiều việc lắm. Vậy nha con. Dì Thu. Cập máy rồi. Sao bạn có thể hờ hợt với cái chết của cậu như vậy được? Cậu yên tâm đi, cậu cứ tin con. Chắc hôm bữa mình tạt nước ổng. Gì mà cứng đầu vậy không biết nữa. Ôi. Ê, làm nước nóng nãy giờ cậu muốn sốt thiệt luôn á. Mà sao bả chưa qua nữa? Cậu tin con đi. Theo kinh nghiệm của con á hả, khi mà dì Thu mà nghe cậu rên hừ hừ như vậy á hả, chỉ cần bây giờ cô đếm từ 1 tới 3 là dì Thu xuất hiện liền, cô tin không? Không. Không tin chứ gì? Không. 1. Không có. 2. Vẫn chưa xuất hiện. 3. Ông Phúc ơi. Thấy chưa, tiếng thứ 3 mà. Cất vô. Nè, đang mở cửa. Ông đâu rồi? Nè, cậu nhớ nghe lời con nghe chưa? Biết rồi, mở cửa. Cố lên cậu, cố lên, cố lên. Ông Phúc ơi. Dạ, dì ơi, đợi con một chút. Đây nè, gì, cậu nè. Chị Thu ơi,
Cậu con á, bệnh sốt dữ vậy luôn á, mà nhất quyết á là đợi gì không có chịu đi bệnh viện. Cậu, cậu có gì trăn trối nói với dì Thu thì nói đi nha, còn thấy căng lắm rồi đó. Dạ dì, dì ở đây nha, con ra con nấu cháo cho cậu. Ba ngày nay rồi cậu không có chịu ăn gì hết, tội nghiệp được lắm. Rồi rồi. Không sao rồi. Bà đâu? Bà tới rồi đó hả? Tôi tưởng bà bỏ tôi luôn rồi chứ. Bệnh sao không chịu đi bệnh viện đi hả? Tôi không đi bệnh viện. Đó, bà thấy tôi nóng chưa? Phỏng tay bà chưa? Có nóng gì đâu. Nóng mà. Có nóng gì đâu. Có nóng đâu. Thì có lúc nóng lúc lạnh chứ. Hồi nãy nóng lắm, bây giờ nó lạnh lắm. Tôi sắp đi rồi. Tôi sắp... Đứng dậy để tôi đưa ông đi bệnh viện. Đi bệnh viện nhanh lên. Nhanh lên. Đi. Tôi không có bà. Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi sẽ chết cho bà vừa lòng. Tôi chết cho rồi. Tôi chết. Thà tôi chết chứ tôi không bao giờ tôi đi bệnh viện đâu. Tôi đau quá. Tôi đau quá. Sao tôi nhức đầu quá vậy? Nè nè, đau lắm hả? Đau lắm, nhức đầu lắm. Tôi mệt muốn chết. Nhưng mà tôi thấy chưa có đủ mệt. Tôi thấy đủ lắm mà. Biết sao không? Sao? Mệt là phải dậy nè. Đây nè. Tôi mệt quá. Tôi không thấy đường gì hết. Tôi không thấy gì hết. Tôi không thấy gì hết. Tôi không mệt. Chị mới mệt nè. Chị mới mệt nè. Tôi hả? Thôi giữ mày. Tôi hả? Đừng lấy nữa. Tôi hả? Tính hoàng của tôi hả? Cậu Quân ơi. Chị mới mệt nè. Cậu Quân. Tôi không biết hả? Dám gạt tôi hả? Tôi bệnh mà sao đánh tôi quá vậy? Đánh quá đi. Còn lần sau ha, tôi cho ông nhập viện luôn bây giờ. Lần này là quýnh bằng gói đúng không? Lần sau tôi quýnh bằng guốc. Ông quên biệt danh của tôi rồi hả? Nhớ chứ, Thu Búa. Thu Búa cầu ngang, nhớ chưa? Điệu hồn ông đó. Phương. Hay quá ha. Dạ. Ngùa theo ổng, gạt gì ha. Lần sau mà như vậy dì xử con luôn á. Con xin lỗi dì, lần sau con không dám nữa. Cậu này. Cái gì sao đánh cậu quá vậy mà. Sao tức? Người ta đã tính toán cho rồi mà diễn lố quá, làm sao mà chịu thua tin. Cậu diễn lố nào? Cậu không diễn lố hả? Con kêu cậu là nhẹ nhẹ thôi. Cậu làm như là cậu sắp chết tới nơi rồi, làm sao mà chịu thua tin được. Trời ơi, thôi đi bà đạo diễn nha. Mai mốt nhẹ nhẹ thì người ta làm hành động vậy. Hồi nãy là con vậy. Con vậy hồi nào? Con vậy. Giãn ra. Mà cậu đập đầu vô tường làm tùm lum hết trơn à. Vậy giãn ra gì? Cậu tưởng là tăng đô lên. Thì nhận ra ba và những chuyện quá khứ rồi đúng không? Dạ, chào chị. Chào em. Chào cô. Chào chị. Cái thằng Kiệt này kêu xe gì mà lâu quá vậy không biết nữa. Hay là ra quán cà phê đi, tôi muốn nói chuyện với bạn chút. Bạn xong xuôi hết rồi, có gì đâu mà ra quán cà phê bàn chi nữa. Nhờ tôi tới nói chuyện với đàn gái cho đã. Bây giờ mọi chuyện xong rồi, không lẽ mời tôi một ly cà phê để cảm ơn cô không được sao? Mới giúp có một chút thôi mà bà kể công vậy đó hả? Bây giờ bà muốn nói gì thì nói đi. Hồi nãy tôi có góp ý về chuyện tổ chức đám cưới. Những khoản nào không cần thiết thì cứ cắt bỏ, miễn là vẫn đầy đủ lễ nghi, trang trọng là được. Chứ tính sơ sơ đã hơn 1 tỷ rồi con. Dì biết hiện tại con không có đủ số tiền như vậy. Đừng có vì sĩ diện nhất thời rồi lại đi vay mượn. Nè, mẹ con tôi lo được. Bà không cần phải bận tâm ha. Nhà người ta giàu có như vậy, mà bây giờ tánh con Tú á, thì làm sao mà nó chịu cách đơn giản như vậy được. Chẳng lẽ bây giờ để ông Quý ông lo hết à?
rồi tự nhiên bên đó người ta nghĩ là thằng Kiệt nó lợi dụng rồi sao? Nè, con á nha, con nghĩ lâu dài, chứ bây giờ đừng có nghe theo lời của bà. Cái về lâu dài mà bà nói chính là bỏ con tép bắt con tôm. Bà muốn thằng Kiệt sau này có cả gia sản của nhà vợ chứ gì. Ừ, thì có sao đâu. Kiệt, từ nhỏ dì đã nói với con, tài sản là phải do tự công sức mình làm ra. Đừng bao giờ dựa dẫm hoặc lợi dụng người khác. Tham thì thâm, con không nhớ hả? Thì sau này về, tôi cũng góp công góp sức để phát triển công ty nhà vợ, chứ có phải ngồi không hưởng đâu. Nhưng tại sao con không tự mình cố gắng rồi lập công ty riêng? Vì cái gia sản có sẵn đó mà con không dám làm mất lòng con Tú. Cái gì con cũng nghe theo lời của nó. Ngay cả việc ở rể con không muốn, nhưng mà con vẫn phải nhờ dì nói giúp. Kiệt à, dì không muốn thấy con vì lòng tham mà đánh mất chính mình, trở thành một người hèn nhát như vậy. Chuyện của tôi á, không cần bà lo đâu. Tốt nhất á, là con đừng có nghe cái loại người này làm gì hết á. Bả lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn các con đi theo ý của bả hết á. Nè, bà tự coi lại bản thân của bà đi. Bà đi gần hết đời người rồi mà chẳng được cái gì, chỉ có một cái quán phở nhỏ xíu thôi à. Bà lấy tư cách gì mà bà dạy nó hả? Cũng hên á, hên là tôi về kịp. Nếu không á, để tụi nó cứ đi theo bà như vậy, rồi sau này á, cũng chỉ là những đứa làm công tầm thường cho người ta, không tiền bạc, không địa vị. Dì không có ý áp đặt gì con hết. Dì chỉ muốn con suy nghĩ đúng đắn rồi tự mình vươn lên. Tôi lớn rồi, không phải con nít. Tôi tự biết mình phải làm gì mà. Nè, tụi nó là con tôi chứ không phải là con của bà. Bà nên nhớ rõ điều đó nghe chưa? Tôi đã nói, con bà thì mãi mãi vẫn là con bà. Đương nhiên. Tôi chỉ muốn tụi nó được tốt thôi. Bà nên thấy hậu quả của quán phở bà Thấm mà bà rút kinh nghiệm đi. Cái gì vậy? Chiêu trò gian dối của bà không bao giờ có kết quả tốt đâu. Bà nói cái gì vậy hả? Nè, quán con Thấm liên quan gì tới tôi hả? Chính bà Thấm khi bực tức nói với con Phương là bà bày cho bà Thấm làm bản hiệu nhái. Dù con Phương nó không tin, nó cho rằng bà Thấm vu oan cho bà, nhưng tôi biết bà Thấm bà nói thiệt. Bà tính lợi dụng bà Thấm để hại quán phở của tôi, đúng không? Nè, bà đó nha, bà đừng có vu khống cho tôi như vậy nha. Tôi đã nói là tôi không có liên quan gì hết mà. Nè, nếu như bà còn bày trò gây mâu thuẫn với mẹ con tôi nha, tôi sẽ không tha cho bà đâu. Đi về con. Bên mình đã hoàn tất thủ tục để khởi kiện anh Toàn lên tòa án rồi. Nếu anh Toàn có khả năng bồi hoàn số tiền đó thì bên mình có thể hòa giải ngoài tòa. Tôi nghĩ khó có khả năng đó, vì ngay đâu ông chơi chứng khoán thua lỗ rất là nhiều. Tất cả phải căn cứ vào pháp luật, như vậy mới đủ răn đe vậy sao? Dạ. Dạ. Quân, còn vụ resort Đà Lạt tới đâu rồi? Dạ, con đây cho người tiến hành đàm phán với người dân ở ngoài đó. Đừng để quá lâu, ngoại muốn trong vòng một tháng phải có kết quả. Dạ, con biết rồi. Ngoài việc của cậu Toàn, tôi cũng lưu ý các anh chị, từ đây đến cuối năm công ty sẽ có đợt đánh giá lại các đương sự cấp cao. Ai không đạt nhu cầu sẽ bị đình chức, giáng chức. Đặc biệt là con, trong ba phó tổng đương nhiệm, con là người trẻ nhất, còn ít kinh nghiệm lẫn thành tích. Dạ, con sẽ cố gắng. Đâu kiếm nó gì đâu. Thì nói chung anh cũng từ phòng họp ra đó. Dạ. Chắc em cũng nghe về Sanh Sai chứ gì? Dạ, là công ty con sắp thành lập. Anh vừa mới được bổ nhiệm là giám đốc của Sanh Sai, đang chiêu mộ nhân tài. Nếu như em có hứng thú, về bên đó làm với anh đi. Anh sẽ trả lương cho em gấp đôi bây giờ. Còn cơ hội thăng tiến á hả, không có kém gì cái công việc hiện tại của em đâu. Dạ, em cảm ơn sếp. Em nghĩ là em đã hài lòng với công việc hiện tại rồi. Khổ em ghê á, thông minh, có kiến thức mà không chịu nhìn xa gì hết trơn á. Chủ tịch bây giờ sắp về hưu rồi, thằng Quân chưa chắc đã là người thay thế đâu. Hả? Dạ. Cậu Hải, cậu lại định chiêu dụ nhân viên của con nữa hả? Vụ đó mà vụ. Thì Sanh Sai cũng là công ty con trực thuộc tập đoàn, có đúng không? Cậu chỉ tìm những người phù hợp thôi. Nè, nếu đổi ý alo cho anh nghe.
Anh về à? Bye bye. Ủa? Gì vậy? Đụng nhẹ xíu làm gì đau dữ mày? Không sao. Tại vì con có xích mích với vài người, cho nên bị người ta đánh vằn mặt thôi. Vậy hả? Vậy nên cẩn thận nghe. Chứ cậu thấy ấn đường của con dạo này nó đen dữ lắm á. Cảm ơn cậu đã quan tâm cho con. Vậy à? Sắp sao rồi? Sắp ổn không? Tôi không sao đâu. Mà sếp, sếp Hải được bổ nhiệm và làm cho xanh sai thiệt hả sếp? Có thể đây là bước đệm của chủ tịch, để sếp Hải có thể trở về tập đoàn. Tôi thấy sếp Hải không thích sếp. Nếu không có tôi xuất hiện á, chức chủ tịch của tập đoàn này chắc chắn là của cậu Hải rồi. Ai mà thích kẻ ngán đường mình bao giờ, dù là người thân ruột thịt. Nếu như cậu Hải mà làm chủ tịch, có khi tôi phải về vườn trồng rau nuôi cá rồi. Trời ơi. Sao? Em có muốn qua đó để có tương lai hơn không? Tôi sẽ chuyển em qua đó. Trời đất ơi, sao còn giỡn được nữa hả? Tại sao lại không giỡn được? Hay là em đang lo cho tôi? Đâu có. Tôi chỉ đặt mình vào vị trí nhân viên của công ty, thì quan tâm một chút tới vấn đề lãnh đạo thôi. Tới giờ về rồi, tôi xin phép. À, tôi quên. Bữa nay em xin nghỉ buổi chiều. Dạ, nhà tôi có việc. Sếp chở giùm tôi tới khách sạn New Star được không? Em gái tôi đang họp báo ở đó. Họp báo? Ừ. Em gái tôi hôm nay ra mắt MV mới. Vậy anh có thể tới dự luôn không? Rất tiếc, mình cũng không thân tới mức đó đâu hả? Em đúng là vô tình. Anh bỏ cả công việc để làm tài xế cho em. Chắc là sếp hay dùng chiêu này với mấy cô gái lắm đúng không? Không. Em là người đầu tiên khiến tôi phải bỏ dở công việc như vậy. Vậy mà em cũng không cảm động được. Tôi đâu có biết là sếp nói thật hay không, mà tôi cảm động. Không sao, anh sẽ không nản lòng đâu. Càng đốt cháy giai đoạn thì cảm xúc càng nhanh hết. Tình yêu mà đi càng chậm thì càng sâu đậm. Anh nói có đúng không? Là sếp nói chứ không phải tôi. Bây giờ cả nhà chia vui với con. Phương. Dạ. Tới bây giờ cảm giác của cậu vẫn còn lưng 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 lưng. Trời ơi, sao con có thể làm một cái MV xuất sắc? Công nhận, con đẹp quá đẹp luôn. Thiệt hả cậu? Ừ? Kỹ xảo bây giờ người ta quay đẹp vậy đó cậu. Ồ. Người ta quay đẹp vậy mới tốn của mẹ con 3 tỷ lần đó. Ồ. Nè, không có nhiều người dám làm MV 3D đâu. Ừ. Bởi vậy, kỳ này tôi đảm bảo con Phương nó sẽ nổi đình nổi đám luôn. Dù sao thì cũng phải nhờ chị Rosa hết trơn á. Bà cũng có công lớn trong chuyện này. Bà đã kéo con Phương ra khỏi quán phở. Thiệt, công nhận bà về khác liền à. Con Phương thì sắp trở thành ngôi sao. Thằng Kiệt thì cưới vợ đại gia. Còn con Thư nè, cũng cua được đại gia chứ bộ. Đâu có bèo nhèo như hồi đó đâu. Dì, dì nói vậy, dì con buồn á. Dì con từ đó tới giờ cũng lo cho tụi con lắm chứ bộ. Nếu như không có gì của con thì tụi con không có được như ngày hôm nay đâu. Với lại chuyện con cua đại gia hồi lúc nào? Dì đừng có nói như cái chuyện không có như vậy. Nè, tôi nói là tụi nó binh bả liền hả? Thôi. Nè, còn cái vụ đại gia, ai dám nói là dì bịa chuyện? Hồi nãy dì thấy cái thằng nào đó nhìn là biết dân có tiền liền hả? Hồi nãy nó đưa con tới đây đúng không? Đó là sếp của con thôi. Sếp hả? Sếp gì mà ân cần chu đáo nhân viên dữ vậy? Con làm như gì khờ lắm vậy? Chị ba, thiệt không vậy? Bộ hai người công khai tình cảm với nhau rồi hả?
Vậy mà không chịu kể cho em nghe gì hết trơn à? Không phải. Ủa con? Dạ. Con có bạn trai thiệt hả? Dạ không phải đâu mẹ. Chỉ là sếp cho con quá gian xe thôi. Chị ba xạo thì có. Em biết là chị ba thích cái anh đó rồi đúng không dạ? Nếu không thích người ta, dễ giàu gì á hả mà chị ba của em để cho người ta chở chứ? Phương. Gì? Hôm trước á, hình như cái anh đó cũng chở chị ba con về nhà gặp dì đúng không? Dì kể con nghe đi, anh đó có đẹp trai không dạ? Bữa đó dì chỉ nói chuyện có chút xíu à. Dì thấy cũng đẹp trai, lịch sự, cách nói chuyện cũng được lắm. Chị, vậy là dì chấm qua dòng gửi xe rồi đó nha. Còn chờ gì nữa, tiến tới mau lên cho em gặp mặt đi. Không có mà. À Thư nè, hay là bữa nào con mời cậu đó qua bên nhà ăn cơm được không? Mẹ, mẹ đừng có nghe con Phương nó nói bậy. Con với sếp con không có chuyện gì đâu. Con nhỏ này, tối ngày nói chuyện tào lao không à? Gọi món đi kìa. Hả? Trời, chết rồi. Nãy giờ em quên. Sao mà lâu quá vậy? Cả nhà đợi con chút xíu nha. Để con ra ngoài con hối nhân viên nhà hàng cái. Dì nghe bà Tuyết nói đám cưới của con đại khách sạn 5 sao luôn đúng không? Công nhận con lấy vợ đại gia có khác, sang dễ sợ. Rồi cưới xong hai vợ chồng con ở đâu? Dạ, tụi con tạm thời ở nhà của con. Tụi con chờ xây xong nhà riêng rồi tụi con sẽ ở riêng. Nên vậy nha, hai đứa con nên ở riêng đi, chứ ở chung không ai chịu nổi đâu. Một mình con chịu đựng được, còn ở chung gia đình này chắc nguyên gia đình lên huyết áp hết. Ê, nói gì vậy? Trời ơi, tối ngày ăn nói vậy á, bởi sao không có chuyện được hả? Ủa thì em nói thiệt thôi mà. Cái gì? Em thì không thích nịnh bợ này nọ, có sao em nói vậy? Thôi nín à, nói vậy là ý gì hả? Thì có mẹ, sao em... Cậu Út, mọi người đang vui vẻ mà. Cậu đang vui, mà cậu đang tươi, tại mẹ con chứ ai? Cậu Phúc à, dù sao bây giờ con Tú cũng sắp là dâu ở trong nhà rồi. Em cũng đừng có gay gắt với nó quá, thằng Kiệt nó khó xử. Chị yên tâm đi, nó đâu có thích ăn cơm chung với nhiều người. Với lại chắc con Tú không có cơ hội gặp em nhiều đâu. Em nè, thiệt à? Cục cưng à, anh nhớ em quá trời luôn. Em chuẩn bị xong hết chưa? Ông làm cái gì vậy hả? Em nói gì vậy? Nè, ông làm ơn em... Đi xích ra ngoài kia. Ông mà sắp sắp lại gần tôi, tôi đánh ông bây giờ. Ở đây đâu có phóng viên đâu mà em ngại. Chỉ có mình anh nói là cho anh không biết. Nè, ông đừng có biến thái nữa chứ. Đánh tôi ra. Biến thái gì mà biến thái, anh thương em à. Tôi la lên bây giờ. Em, bỏ cho anh không biết thái mà. Bỏ người ta. Em, ông buông ra. Nè 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 nè. Chuyện gì vậy hả? Thì anh chuyện gì vậy? Cái ông dê sòm biến thái này, ông cứ dê con hoài à gì? Anh chỉ dê tôi chứ anh có biến thái đâu mà em la lớn như vậy. Ông thôi đi, ông là đồ biến thái, người ta chửi hoài mà còn không bỏ nữa. Em mà nói nặng lời nữa là anh giận thiệt đó nha. Ủa vậy là sao anh Tuấn? Cô này là bồ nhí của anh, tụi anh quen lâu lắm rồi. Thu nè, để tình anh em đừng cho bà biết, thì anh sẽ chiếu cố chuyện làm ăn của em nha. Ông nói bậy bạ cái gì vậy hả? Em, vậy con là bồ nhí của ông Tuấn hả? Không phải gì, cái ông này ăn nói bậy bạ, con làm gì mà quen với ông? Em yên tâm đi, em biết không, Thu á là bạn thân của anh, em đừng có lo gì hết á. Ông thôi đi nha. Nè Thu à, em biết không, tụi anh hẹn hò lâu lắm rồi, hai ngày nữa là tụi anh đi du lịch châu Âu đó. Ông mà nói bậy nữa hả? Bậy đâu mà bậy. Tôi la lớn lên, tôi kiện ông bây giờ đó. Ông có tin hay không? Em sao vậy? Hồi nãy em còn nhắn tin cho anh nè, nhắn tin rất là tình cảm. Em nói là khi nào mình qua châu Âu á, mình sẽ mướn khách sạn nào có view đẹp đẹp, rồi mình ngắm cảnh cho nó đẹp. Giờ em nói gì kỳ vậy Phương? Ông ăn nói cái gì đi khùng vậy hả? Ý anh nói là nhắn tin hả? Ừ, Phương nhắn tin cho anh mà. Anh đưa máy cho em coi coi. Đây nè, nói á là cái gì cũng phải có bằng chứng. Nè em coi nè, đó, thấy chưa, em nhìn kỹ đi. Mới nhắn tin cho anh rõ ràng nè, anh ơi nhớ tìm khách sạn có cái view nào đẹp đẹp. Trời ơi, em sao vậy Phương? Anh nói chịu em lắm rồi nha, sức chịu đựng của đàn ông có hạn đó, anh nói thiệt đó. Có phải con nhắn tin cho ổng không? Gì à, chắc chắn là không phải con rồi. Dì nhìn kỹ đi, đâu phải là số điện thoại của con đâu đúng không? Em nói gì kỳ vậy? Hả? Đi với gì? Ê, trả điện thoại, trả lại cho tôi.
Ủa? Gì vậy con? Mẹ Thu, mẹ coi nè. Ủa bà Thu, tôi tưởng bà không tới chứ. Tôi không phải tới đây ăn tiệc. Nè, có phải một trong hai bà giả làm con Phương nhắn tin lừa tiền của anh Tuấn không? Bây giờ ba mặt một lời nè. Có phải là bà không? Hèn chi cái hôm bữa gặp ở Vũng Tàu, nó đánh nó đá tôi như là con không đẻ ha. Làm như nó không biết tôi là ai hết á. Tôi sẽ xử đẹp bà nha, bà hại tôi. Không có, anh bình tĩnh đi. Bình tĩnh gì? Không phải tôi, tại con Phương nó không chịu anh. Mà nó thì không có tiền làm MV, cho nên bà Tuyết bà mới nghĩ ra cách kêu tôi hợp tác với bà. Nè, ông muốn xử thì ông xử bà đi. Trời ơi, cái gì vậy? Mẹ, tiền làm MV của con là tiền mẹ trúng số mà, đúng không mẹ? Đâu có phải là kỳ cục như ông này nói. Ông nói là ông chuyển tiền vô tài khoản của mẹ. Mẹ con á, gạt con thôi. Tờ giấy số đó hả, là mẹ con làm giả đó. Hả? Tại mẹ con sợ con á hả, không đồng ý nhận tiền của ông Tấn, cho nên mẹ con mới làm như vậy. Mẹ quá đáng lắm. Con không ngờ mẹ gạt con hết lần này đến lần khác. Con thật sự thất vọng về mẹ. Con à, mẹ chỉ vì tương lai của con thôi mà Phương. Con nghe lời mẹ đi. Con không muốn nghe mẹ nói nữa. Bây giờ chuyện gia đình mấy người tự giải quyết đi nha. Còn tiền tôi chuyển cho bà từ trước tới nay tổng cộng là 3 tỷ rồi. Bây giờ giải quyết liền cho tôi. Nếu không, tôi cho mấy người cái miệng máu không á. Mấy người đừng có giỡn mặt với tôi nha. Trời đất ơi, 3 tỷ tiền đâu mà trả đây? Bây giờ tôi không cần biết, mấy người trả lại tiền cho tôi. Nè, tôi nói cho ông biết nha, cái tiền này á là do ông tự chuyển nha. Tôi đâu có ép buộc gì ông đâu, đúng không? Bà, còn bây giờ á, dù ông á, ông có thưa ra tòa chưa chắc gì ông thắng kiện. Ông còn bị thiên hạ cười là dại gái nữa đó. À, chưa kể cái bà vợ chằn của ông mà biết ông lấy tiền bao gái, bà sẽ xử ông ra sao hả? 3 tỷ của ông không đáng bao nhiêu hết. Tôi nghĩ ông nên phân biệt cái nào nặng cái nào nhẹ đi nha. Bà, đúng là một đám lừa đảo. Tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu nha. Chú à, chú bình tĩnh đi. Tiền này nhà con thiếu chú, nhà con sẽ trả. Mẹ, tiền này mẹ gạt người ta, mẹ đâu thể nào mà nói ngang ngược như vậy. Dù không có tiền thì cũng phải trả, vay mượn để trả. Bà đâu có thể uy hiếp để cướp tiền của người ta. Nè, bà im đi nha. Tôi đang tìm cách giải quyết, tự nhiên bà xí vô làm chi vậy? Mẹ à, để tụi con nói chuyện với chú. Chú à, bây giờ nhà tôi đang căng thẳng, hay là chú tạm thời về trước đi, để nhà tôi bàn bạc lại rồi sẽ gặp chú nói chuyện đàng hoàng sao? Tôi xin hứa sẽ trả đủ cho chú mà. Anh Tuấn, anh thông cảm về trước đi. Em đảm bảo với anh là nhà con Phương sẽ trả đủ cho anh mà. Thôi được rồi, sáng ngày mai phải có câu trả lời cho tôi, biết chưa? Anh Tuấn cứ yên tâm. Con, mẹ xin lỗi con. Mẹ chỉ vì con thôi mà, con đừng có giận mẹ nha. Mẹ xin lỗi con mà, nha con. Con mà biết trước mẹ gạt con như vậy, con thà là không cần làm MV. Bây giờ con sẽ về dọn đồ, con về nhà ở với dì con. Con không muốn bị mẹ gạt hết lần này đến lần khác nữa. Phương à. Phương. Nè, Kiệt, Thư, tụi con sao vậy? Mẹ lo cho tụi con mà bây giờ đứa nào cũng chống đối mẹ như vậy là sao hả? Bà đã làm sai rồi, còn trách tụi nó nữa. Bà im đi nha. Con của tôi, bà không có quyền xen vô. Chuyện của con Phương, sở dĩ lâu nay tôi không xen vô vì tôi nghĩ bà lanh lợi sẽ giúp được cho nó. Nhưng bây giờ bà dối gạt, bày đủ chiêu trò, tôi không thể không lên tiếng. Nè, bà đừng có hòng lôi kéo con Phương theo bà nữa. Bà, tụi nhỏ cho tôi sinh ra, chẳng lẽ bây giờ tôi hại tụi nó? Chỉ có bà thôi, bà mới thừa nước đục thả câu, mưu đồ cướp con của tôi, có đúng không? Thôi, hai chị đừng có cãi nữa. Chuyện trước mắt là phải tìm cách giải quyết số tiền 3 tỷ trong Tuấn kìa. Đúng rồi đó, nếu không ông xà lục rừng, ông kêu giang hồ tới xử tụi mình hết bây giờ đó. Bà còn nói nữa. Nè, cô
mẹ nói nè, mẹ xin lỗi con đừng bỏ đi mà. Mẹ xin con đó. Mẹ, từ nhỏ tới lớn con ghét nhất là người ta gạt con. Không có. Nhưng mà con không ngờ Mẹ gạt con hết lần này đến lần khác. Không có phải mà, mẹ không có gạt con. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Cái người gạt con nhiều nhất chính là bà Diệu con à. Trời ơi, bà chỉ giả nhân giả nghĩa vậy thôi. Còn con biết bà đã phá nát gia đình của chúng ta như thế nào không? Chuyện lúc xưa con không cần biết. Con chỉ biết một điều là từ nhỏ tới lớn chị lúc nào cũng dạy con điều hay lẽ phải. Chị chưa bao giờ gạt con. Con ơi, mẹ xin con mà. Mẹ buông ra. Kêu em ở lại đi con. Phương à, mẹ là người sinh ra em. Mẹ lo cho em thôi. Em bỏ qua cho mẹ đi. Kỳ Thư, Thư ơi, Thư. Con khuyên con Phương một tí giùm mẹ đi con. Nó đừng bỏ mẹ đi mà. Nó giùm mẹ đi con. Nó nhờ con đến đây dọn đồ phụ cho nó. Mẹ, con thật sự rất thương mẹ. Con đã rất cố gắng để hiểu mẹ, để thông cảm cho mẹ. Nhưng bây giờ con không làm được nữa rồi. Đi. Thư, Phương, Thư ơi, đừng bỏ mẹ mà. Kiệt ơi, con kêu hai đứa nó quay lại cho mẹ đi. Kiệt ơi. Mẹ. Phương à, Thư à. Thôi. Thư. Cứ để thời gian cho tụi nó bình tĩnh lại rồi từ từ nói chuyện với tụi nó sao mẹ. Mẹ bình tĩnh đi. Bây giờ sao? Mấy người có tính trả tiền cho tôi không? Yên tâm đi, mẹ sẽ trả cho con. Tôi sẽ trả tiền cho con gái của tôi. Ông đừng có làm bậy với nó nghe chưa. Nhưng mà hiện tại tôi không có đủ tiền. Tôi không có đủ 3 tỷ cho nên là vài bữa nữa đi. Một thời gian nữa tôi trả cho. Trả liền bây giờ. Nếu không á, tôi thuê giang hồ sửa mấy người hết đó. Ông đòi gấp vậy, tiền đâu người ta trả liền. Thông cảm cho người ta chút đi. Ừ. Thôi dù sao á, tôi cũng đặt lỡ chuyến du lịch đi châu Âu rồi. Cưng, nếu Cưng chịu đi với anh á, anh xóa hết số nợ này ha. Ông đừng có hòng. Nè, con gái của tôi không phải là đồ chơi của ông đâu nha. Được rồi, nếu không chịu á thì trả tiền thôi. Không trả tiền thì mọi người đừng có trách tôi, nghe chưa? Anh Tuấn, anh bớt nóng nha. Dù sao cũng là chỗ quen biết. Anh thư thả cho mọi người thêm thời gian nha anh. Tôi đã bỏ biết bao nhiêu công sức rồi ha, mà bây giờ tôi bị lừa một cú quá trời nặng. Tôi chưa tính sổ với mấy người là tôi tốt với mấy người lắm rồi. Bây giờ không có nói nhiều. Không trả thì tôi cho giang hồ xử mấy người. Nhất là nhỏ này. Nhỏ này nè nha. Trời ơi, tôi năn nỉ ông được không? Tôi hứa là trước sau gì tôi cũng trả đủ cho ông hết á. Ông đừng có làm vậy nha. Tôi sẽ trả cho ông. Ông cho tôi 3 ngày, được không? Anh Tuấn, 3 ngày nha anh. Chứ bây giờ anh thuê giang hồ này nọ, rồi có khi dính tới công an, có khi ở tù đó. Em thấy hại nhiều hơn lợi đó anh. Thôi được rồi, bữa nay thứ năm đúng không? Rồi chủ nhật 3 ngày, đúng 10 giờ sáng. Tiền mà không vào tài khoản của tôi á thì mấy người biết tên tôi, nghe chưa? Nè, số tiền đó bà nhắm bà có đủ trả cho người ta không mà bà hứa? Tôi sẽ có cách xoay sở, mấy người khỏi phải lo. Không, con tôi á, để đó tôi lo. Bà không cần phải rớ vô. Bà tính rớ vô để lấy lòng nó hả? Nè, cái thân bà không tiền, chị Diệu chỉ đang muốn giúp bà thôi. Đúng rồi, đám cưới thằng Kiệt bà còn phải đi mượn người ta nữa. Trời, bây giờ bà mượn nữa, biết khi nào bà có tiền mà trả cho người ta. Bà có tiền trả không? Cái gì vậy? Thì tôi nói thiệt chứ bộ. Nè, bà Diệu dù sao bà cũng giàu hơn bà. Bà giàu vậy á, mà con Phương nó cứ nói bà không có tiền. Tôi sẽ về bán cái nhà đang ở. Vậy là bà không có tiền thiệt hả? Chị bán tiền hả? Ừ. Dì, con xin lỗi dì. Tại con á, đáng lý ra con không nên làm ca sĩ thì đâu có chuyện này xảy ra. Trời ơi, con nói gì kỳ vậy? Bây giờ MV của con đã ra rồi, con sắp nổi tiếng rồi. Con lấy lại gấp 10 lần cái số đó chứ phải ít à. Bà đừng có ảo tưởng nữa. Phương, dì thương con nên dì nói thiệt cho con tỉnh. Con đừng có nghe lời hai cái bà này nữa. Tối hôm qua dì có coi MV của con rồi. Người ta chê quá trời.
lượt xem cũng thấp nữa. Dì nghĩ con không thích hợp làm ca sĩ đâu. Nhiều người, người ta giỏi hơn con, vậy mà bao nhiêu năm người ta còn chưa có nổi tiếng đó. Nè, biết gì mà nói, hơn nhau không phải là tài năng, mà là kế hoạch lăng xê, bà hiểu không? Bà... Được rồi, mọi người đừng có tranh cãi nữa. Bây giờ tôi về, để lo tính toán chuyện tiền bạc. Đi về chị. Ở đây mất công nhìn mặt mấy người này khó ưa. Trời ơi, trời ơi, làm gì nhìn mặt ta khó ưa, làm như mình đẹp lắm. Phương à, con cũng về nha mẹ. Nè, giờ sao? Giờ nó về với bả rồi. Nó có chịu để tôi lăn xê nó tiếp không? Thôi, đợi giải quyết xong cái vụ tiền bạc này đi, rồi mình mới tính tiếp được chứ. Thiệt là phải bán cái nhà hả chị? Tiền của chị với tiền của thằng Kiệt con Thư góp vô nữa cũng chỉ được có 2 tỷ. Em dành dụm mấy năm nay được 90 triệu để em về nhà đem qua Hùng vô. Chị, thiệt ra mấy năm nay bất động sản cũng sốt, nên em cũng để dành được 1 tỷ trong tài khoản để dưỡng già. Bây giờ em góp vô với chị, đỡ hơn bán cái nhà này, bất tiện chỗ ở đủ thứ hết. Hay là mình mượn tạm của dì Thu đi dì, hàng tháng mình sẽ trả góp cho dì Thu. Đúng đó chị. Vậy chị sẽ trả em theo đúng lãi suất ngân hàng, hay em muốn tính lãi suất như bên ngoài cũng được, em đừng có ngại gì hết. Chị nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà nói vậy? Em không có lấy tiền lãi đâu. Chị chỉ sợ em bị thiệt thòi thôi. Hồi xưa nếu không có chị giúp em hoàn lương thì em đâu có được như ngày hôm nay đâu. Giúp được chị em còn mừng nữa. Cảm ơn em, chị sẽ cố gắng trả sớm cho em. Em cũng đâu có việc gì xài đâu, chị đừng có lo quá, từ từ cũng được. Con xin lỗi, tất cả là lỗi của con hết á. Con hứa với cả nhà, con nhất định là sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả lại cho dì và mọi người. Con đâu có lỗi gì đâu, cũng tại hai cái bà kia gạt con thôi. Số tiền này là tôi mượn mọi người, chứ không phải con Phương. Phương à, dì lo được cho con, con đừng có vì áp lực trả nợ mà bất chấp kiếm tiền. Dì không đồng ý như vậy đâu. Dì chỉ cần con sống tốt, kiếm tiền chân chính là dì vui rồi. Con hứa với dì, con nhất định là sẽ không làm cho dì buồn nữa đâu. Cái loại người này phải cho bả một bài học thì bả mới chịu. Ê, hả? Bà có phải là con gô xà lụ không? Bà là lụ phải không? Ừ, đúng rồi, tôi là rô xà lụ. Kiếm tôi có chuyện gì không? Có gì không? Nè nè nè, mày có biết chị Quỳnh vợ anh Tuấn chứ? Mày chuyên giới thiệu mấy con vợ bé cho anh Tuấn. Chị Quỳnh biết được nên mới thuê tụi tao tới đây xử mày nè. Không biết chừng nào ảnh mới về nữa. Làm chị hết hồn à? Chị đang tháo hồn đi đâu vậy? Chị đừng có nói với em là sếp Quân mới đi công tác một tuần mà chị đã nhớ sếp rồi nha. Nè, này dám chọc chị nữa hả? Đáng lẽ sáng hôm qua là sếp Quân về rồi, hôm nay phòng chị họp, nhưng mà chiều hôm qua sếp đã nhắn tin là có việc riêng đột xuất, phải dời ngày về lại. Chị đang lo không biết khi nào sếp về, sợ trì trệ công việc thôi. Ngày mai chị nghỉ phép rồi. Em nghĩ chắc không có lâu đâu chị. Sếp Quân á, thường ưu tiên cho công việc của công ty lắm. À, bạn kiếm chị có việc gì hả? Tới giờ nghỉ rồi. Bữa nay em lười quá à, em không có nấu cơm. Chị cũng đang định đi ăn nè, chờ chị một xíu. Dạ.
Ủa mà ngày mai chị nghỉ phép hả? Ờ. Chị nghỉ lâu không? Bộ chị đi du lịch hả? Chị nghỉ 3 ngày thôi, đám cưới của anh trai chị. Ừ, vậy là chúc mừng gia đình chị nha. Cảm ơn em. Rồi, xong rồi, mình đi. Dạ. Chị nè, chị có nghe bác sĩ nói không? Tuy là hết rồi, nhưng mà nếu như không có chịu nghỉ ngơi là dễ bị tái phát lắm đó. Lúc này dì đâu có còn đứng bán gì nữa đâu. Nhưng mà ngày nào á cũng tối thui tối mờ dì mới về. Dì, thôi thì 5 giờ chiều dì về đi, rồi mấy chị trong quán phụ dì cũng được mà. Tối quán đông khách phải ở lại, lỡ có chuyện gì xảy ra dì sao về được con. Con á, làm như dì bệnh nặng lắm vậy đó, cản hết cái này tới cái kia. Ủa, dì Lựu. Chào dì. Chào dì. Làm như quen thân tôi dữ lắm vậy đó. Chị đi đâu vậy? Mà mặt chị sao vậy? Ủa, dì. Bộ ai đánh dì hả? Là con Thu khốn nạn chứ ai. Nó dám mét với bà Quỳnh và ông Tuấn. Bà sai mấy con chằn tinh gấu ngựa. Nó đánh tôi. Trời ơi, nó đánh tôi trên đầu. Sau lưng tùm lum tà la hết. Nè, tụi nó có sách mắt có chứng nha. Áo rách luôn. Thấy ghê không? Quánh dữ dội luôn mà. Hôm qua dì Thu nói cho dì Lựu bài học là như vậy đó. Gì? Mấy người nhắn với nó. Chờ đó, tôi xử nó cho coi. Tôi nói thiệt, chỗ thân tình nên tôi khuyên chị, thôi bỏ qua đi, chứ Thu nó có máu mặt giang hồ lắm đó. Đúng là đã gì. Trời ơi, dì không biết đâu. Hôm trước á hả, có một bà hàng xóm thôi, chỉ cần nói chuyện láo láo với dì Thu con. Dì Thu kêu mấy người quen cũ toàn là giang hồ không à. Tới nơi á, hai bà đó hả, gãy hết mấy cái răng luôn. Không có răng ăn cháo luôn á gì. Thiệt mà. Tôi quên, cái này là nghề hồi xưa của nó mà. Ừ. Trời ơi, ai mà sợ nó. Tại vì tôi nghĩ tôi là nghệ sĩ, tôi không có thích dây dưa với mấy đứa côn đồ như nó. Thôi bây giờ kể như là tôi tạm tha cho nó lần này đi. Sao, hổm giờ không có tôi, đâu có ai kêu xô đúng không? Nè, thấy chưa, thấy giá trị của tôi chưa? Nếu có suy nghĩ lại, nói cho tôi biết nha. Còn nhất định sẽ tự lực cánh sinh. Nói thì phải nhớ nha, để tôi coi mấy người làm ăn sao. Dì đừng có lo, con sẽ không bao giờ nhờ dĩ nữa đâu. Đi thôi, gì? Đi con. Dạ. Sao anh không để em lái? Ở nước ngoài đi toàn phương tiện công cộng, tôi chán muốn chết. Về đây lái một chút cho nó khỏe người. Mà lâu lâu được người khác lái cho cũng thích mà phải không? Dạ thích thì cũng thích, nhưng mà thấy ấy nấy quá. Alo, anh nghe được Vi. Anh vừa mới tới, thời tiết xấu quá cho nên anh chạy hơn nửa tiếng. Anh cũng đang trên đường về nhà nè. Anh biết rồi, tuân lệnh. Công nhận anh Quân đào hoa ghê ha. Mới vừa xuống sân bay là có người yêu điện liền. Còn em, dạo này sao rồi? Có gặp được chân ái gì đó chưa? Dạ, nói thẳng là cũng có. Nhưng mà tụi em chỉ trong giai đoạn theo đuổi thôi ạ. Nhưng mà anh, cả tháng nay ngày nào em cũng nhắn tin, gọi điện quan tâm hỏi thăm cổ, rồi mua đồ ăn khuya cho cổ mỗi lúc cổ tăng ca nữa. Cổ mà bệnh một cái là em chạy đi mua thuốc liền luôn. Cả một tấm chân tình của em như vậy mà không hiểu sao cổ cứ thờ ơ với em, không chịu đổ em. Anh Quân, kinh nghiệm anh đầy mình, anh chỉ em vài chiêu đi. Tại vì em quan tâm quá mức cho nên cổ cũng không thấy được giá trị của em. Bây giờ em hãy thử thờ ơ và biến mất vài ngày đi, để cổ phải mong nhớ tới cái giá trị của em. Nhưng mà anh ơi, lỡ như em mà có thờ ơ biến mất nha, rồi cổ cho em biến mất khỏi cuộc đời cổ luôn rồi sao? Vậy thì chứng tỏ đó không phải là chân ái của em. Khỏi phải tốn thời gian làm gì nữa. À, anh nói cũng đúng ghê á. Rồi, sẵn ngày mốt em cũng xin chủ tịch nghỉ phép để đi du lịch với ba mẹ nuôi của em. Lúc đó em sẽ quyết định thờ ơ cổ cho anh coi.
Đúng là anh Quân sát thủ tình trường có khác nha. Làm em khai sáng liền luôn. Mà anh, hồi đó giờ anh chưa bao giờ thất bại với cô gái nào đúng không? Thành công và thất bại với anh á, chỉ để nói về công việc thôi. Tình yêu không bao giờ là thứ quan trọng. Các cuộc tình, nó chỉ làm cho cuộc sống anh bớt nhàm chán, hoặc là gây tổn thương cho một ai đó mà anh... Sao mà tâm lý mang màu biến thái dữ vậy trời? Chị Hai. Ừ? Chị gọi điện cho anh Kiệt đi, kêu nó về sớm sớm. Trời ơi trời, nó xỉn quá, mai nó dậy không nổi là chết luôn á. Không có sao đâu, tửu lượng nó mạnh lắm. Với lại cũng để cho nó hôm nay chia tay tiệc độc thân với tụi bạn của nó, cho nó trọn vẹn, cho nó vui. Mẹ, vậy là coi như xong hết rồi đó. Ừ. À, hay là tối nay á, hai đứa ở lại ngủ với mẹ đi, sáng mai đi rước dâu luôn cho nó tiện. À, mẹ, đồ đạc của tụi con để ở bển hết rồi. Chắc là tụi con về bển xong rồi sáng mai tụi con qua với dì luôn nha mẹ. Mẹ, giờ cũng trễ rồi, anh Hai chắc khuya mới về. Mẹ cũng mệt cả ngày rồi, mẹ đi nghỉ sớm nha mẹ. Dạ. Tụi con xin phép về bển. Ừ. Thôi hai đứa về đi, mà đi xe cẩn thận nghe không con. Dạ, dạ. Thôi mẹ con về. Về đi con. Tụi con về trước nha mẹ. Ừ. Tụi con về nha cậu. Ừ. Dạ, thưa cậu. Ừ. Con về. Ừ. Tụi con về đi. Ờ, thôi, em cũng xin phép chị em về. Qua đây. Em về. Qua đây ngồi. Né hả? Trốn tôi hay sao vậy? Có đâu, bận xíu công việc đó mà. Còn không có nữa hả? Cậu làm gì tôi không biết gì vậy đó. Cậu cũng không muốn gặp tôi giống như tụi nhỏ đúng không? Làm gì có chuyện đó chị Hai. Còn không có nữa, tôi nói thiệt nha. Nếu như không có cái đám cưới của thằng Kiệt á, chắc là cậu cháu mấy người á ở lì bên cạnh bà Diệu, chứ không có qua đây để gặp tôi đâu, đúng không? Chị Hai, sao chị cứ trách chị Diệu mà không bao giờ suy nghĩ lại mình? Em biết là hai đứa tụi nó rất là thương chị, nhưng chính chị đã làm mất đi sự tình yêu của tụi nó dành cho chị. Gì vậy? Em ở gần chị Diệu em biết, chị Diệu chưa bao giờ tác động gì với tụi nhỏ. Thậm chí chị còn khuyên tụi nhỏ đừng có giận chị nữa. Chà, vậy mà cũng tin. Nè, tôi nói cho mấy người biết nha, bà làm bộ bà đóng kịch vậy thôi cho mấy người coi đó. Chứ nếu như mà bà tốt á, bà đâu có cướp mấy đứa con của tôi làm chi. Ủa, tôi là mẹ mà, tôi cũng chỉ làm những cái gì tốt cho tụi nó thôi mà. Có gì sai không? Em nói chị Hai nghe nè, chị không có sai. Ai cũng biết là chị thương tụi nó rất là nhiều, nhưng cách làm của chị khiến tụi nó và ngay cả em nữa cũng không chấp nhận được. Cái gì mà không chấp nhận được? Năm xưa cũng vậy. Em nói chị Hai nghe nè, sao chị không chịu tỉnh ngộ vậy? Cái gì? Chị nên thay đổi đi. Còn... không thôi, quan hệ của chị với tụi nó và ngay cả em nữa không thể cứu vãn được đâu. Cái gì mà cứu vãn ở đây hả? Cậu nói gì vậy? Thôi, cậu nói thôi, cái gì? Được rồi, em không muốn tranh cãi chị nữa. Tranh cãi cái gì? Tôi đang nói chuyện với cậu mà. Nè, mới đó mà đã 20 năm rồi. Thằng Kiệt sắp cưới vợ, có con nữa. Nếu thằng An còn sống, chắc bây giờ nó cũng như thằng Kiệt. Thế gì con mới về? Ừ. Gì? Xong xuôi hết chưa con? Dạ, chuẩn bị xong hết rồi. Ngày mai á, tiệc cưới xong là anh Hai sẽ lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật luôn đó gì. Vậy hả? Ừ. Còn con á thì chắc là ngày mốt con sẽ đi Đà Lạt. Ừ. Sao tự nhiên đòi đi Đà Lạt? Ừ, tại con muốn lên trên đó chơi với con Yến một thời gian. Với lại tự nhiên bây giờ con thấy con mơ hồ, con bị mất phương hướng quá gì. Con thấy nó quyết định vậy cũng tốt đó gì.
con một khoảng thời gian dừng lại để suy nghĩ kỹ về con đường sắp tới của nó. Có con Yến thì dì cũng yên tâm. Con còn trẻ, có thể sai lầm, có thể vấp ngã. Nhưng quan trọng, con phải hiểu bản thân con thật sự muốn cái gì. Cái gì thật sự làm cho con vui vẻ. Dạ. Hồi nãy á, có người gửi quà cho con nè. Ôi. Ai vậy gì? Cậu xe ôm á. Cậu nói người ta đặt xe gửi tới, cậu không biết. Trời ơi, là sô-cô-la. Chị, đưa cho em mượn đi, nhanh lên, nhanh lên. Con để con coi thiệt. Trời ơi, chị ba, cái hiệu kẹo này á hả, là ngon lắm luôn á nha. Ai vậy ta? Ai mà biết chị ba nhà mình lại thích món sô-cô-la này vậy ta? Chị ba, hả? Khai mau lên, là anh chàng nào đó? Thật sự chị cũng không biết ai nữa. Không biết. Gì không biết kìa. Thiệt hả con? Dạ. Vậy thôi mình đem bỏ đi. Biết đâu người ta bỏ thuốc độc ở trong này, ăn rồi chết làm sao? Trời ơi gì? Gì làm quá rồi đó. Làm gì mà bài mưu giết người. Thời buổi này ai mà thèm đầu độc chứ. Dì nói thiệt chứ tưởng tượng cái gì. Quà thì phải rõ nguồn gốc. Lỡ người ta gửi lộn rồi mình ăn hết, người ta tới người ta đòi mình biết sao trả. Ha, đúng rồi. Không được đâu, tốt nhất là mình phải đem bỏ đi gì ha. Giờ người ta gài hàng bắt mình đền mất công lắm. Con đem đi bỏ nha dì. Con đem bỏ đi. Khoan đã. Gì vậy? Đưa đây. Hả? Dạ con biết người gửi rồi. Vậy mà nói không biết. Trời ơi, chị chọc con hả? Ai biểu con giấu gì chi? Nè. Chị ba à, chị ba mà công khai cho em biết là ai vậy là em giận chị ba luôn á nha. Ai vậy hả? Chắc là anh Quân, sếp của chị. Anh Quân? Anh đang đi công tác ở nước ngoài á. Thích nha. Hai người sao rồi? Hai người đã tới đâu rồi? Anh có tỏ tình với chị không? Có không? Được rồi, từ từ nói. Thì anh cũng có tỏ tình, nhưng mà chị chưa đồng ý. Trời đất. Gì à? Con nhìn mặt chị ba là con biết chắc là chị ba đã thích cái anh chàng đó rồi đó. Vậy mà còn bày đặt ổng ẹo không chịu đồng ý nữa. Thì phải thử thách ảnh chứ. Sao có thể tỏ tình mới có một lần là nhận lời liền. Mình phải có giá của mình nữa chứ. Phức tạp quá. Gặp em á hả? Gặp người nào mà bản thân em thích đó nha, mà người đó tỏ tình với em á hả, là 30 giây thôi em gật đầu cái rụp liền cho mà coi. Thì chị ba của con muốn hướng tới một cái mối quan hệ nghiêm túc nên mới vậy. Con á, hỏi sao gì cứ la hoài. Cái gì cũng suy nghĩ đơn giản hết trơn trời. Gì à? Cái đó người ta kêu là yêu không chờ đợi đó gì. Gì đó. Đáng lý ra là con có người yêu lâu lắm rồi đó, mà cũng tại gì hết. Chị khó khăn quá làm chi. Ai mà theo đuổi con á, tới nhà này chị chỉ hù một cái thôi á, là người ta chạy mất dép luôn rồi kìa. Còn mày mốt mà ế hả, là tại gì hết đó nha. Vậy hả con? Qua đây dì nói nghe nè. Dạ. Qua đây. Cho con tiền hả? Ai dao? Ôi. Dì này bị gạt hoài luôn á. Vậy chứ không phải, cô cũng không thích mấy người đó, cho nên mới để tôi hù, đúng không? Sao dì biết hay quá vậy? Vậy mà cũng biết nữa. Công nhận đó nha, dì hiểu con ghê. Vậy mà cũng biết nữa. Dì đúng là số 1. Ngoại, chuyến đi của con ổn hết chứ? Dạ, họ đã ok với những điều khoản của mình. Hai bên cũng đã thống nhất hợp đồng rồi. Mọi chuyện đã ổn, cho nên ngày mai con sẽ bàn giao lại cho nhân viên của con triển khai. Còn con thì dự định sẽ lên Đà Lạt một tuần để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể.
Còn nếu như không khả thi thì con sẽ lựa chọn khu vực khác để thay thế. Ngoại cho con toàn quyền quyết định, nhưng chỉ được thành công, không được thất bại. Dạ, ngoại cứ yên tâm. Sao đợt này con về trễ hơn dự kiến vậy? Con ghé thăm con Vi hả? Dạ, con cũng đã cầu hôn Vi. Đợi khi nào Vi trở về nước rồi tụi con sẽ làm đám cưới. Ừ, tốt lắm. Con Vi mới là đứa cháu dâu mà ngoại mong đợi. Thôi, ngoại lên phòng đây. Chị đem bình nước lên phòng giùm tôi. Cậu Quân à, tôi chúc mừng cậu nha. Cô Vi á, vừa xinh, vừa giỏi. Hai bên gia đình lại thân thiết nữa. Nhìn ông chủ á, rất là hài lòng đó. Bất cứ chuyện gì, con cũng lấy sự hài lòng của ngoại đặt lên hàng đầu mà. Chị, chị pha cho con ly cà phê để lên phòng nha. Dạ. Tội nghiệp cậu Quân, từ nhỏ đã bị ông chủ tạo quá nhiều áp lực rồi. Nhớ tôi hay sao mà lại gọi điện cho tôi giờ này vậy? Có phải anh nhờ người đưa bà tới nhà tôi không? Vì em nói tôi chưa tới mức thân thiết, cho nên tôi ngại tới trực tiếp nhà em. Ngày mốt em đi làm lại thì tôi phải đi công tác tiếp rồi. Món quà đúng ý thích của em đúng không? Sao anh biết tôi thích sô-cô-la? Yêu một người tất nhiên là phải tìm hiểu sở thích của người đó chứ. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh, nhưng mà rất tiếc anh nhầm rồi. Thật sao? Anh không tin là mình lại sai. Tin hay không là việc của anh. Thôi, tôi phải đi ngủ rồi. Chào sếp. Chúc em ngủ ngon. Sao anh lại biết được mình thích sô-cô-la ta? Mình chưa bao giờ nói mà. Làm sao tôi có thể đánh sai ý thức của cô được? Phương ơi, xong chưa? Phương ơi, Phương. Dạ, em nghe rồi. Xong rồi nè. Trễ rồi, nhanh nhanh đi. Nè, dì nghe nói là ở trển thời tiết hay thay đổi. Con nhớ giữ ấm với lại coi chừng bị viêm họng nha. Con biết rồi mà, con có phải con nít đâu mà dặn con hoài. Nè, em cứ vui vẻ thoải mái, xả stress đi. Khi nào hết tiền cứ nhắn với chị ba, cho ba chuyển khoản cho. Thiệt hả? Chị ba của con đúng là số 1 nha. Phương à, ủa, mẹ? Mẹ. Trời ơi, hên quá mẹ đến đưa con đi. Mà chỉ sợ trễ thôi à. À, nè, tối hôm qua mẹ mới biết tin con đi, cho nên sáng sớm mẹ tranh thủ ra chợ mua cho con cái khăn len để phòng trời lạnh nghe không con? Con cảm ơn mẹ. Mẹ hả? Ở nhà mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng có lo cho mẹ. Dì, con đi nha. Dì nhớ đó, không có con ở nhà dì không có được làm khuya đó. Đi chơi vui nghe con. Nhớ dạ. Phải giữ ấm. Đi đường cẩn thận. Nhớ giữ sức khỏe nghe không? Con biết rồi. Nè, vậy con đưa em ra bến xe luôn ha. Con đưa con Phương rồi con đi làm luôn nha. Thưa mẹ, thưa dì con đi. Con đi nha dì. Thưa mẹ con đi. Đi đi con. Đưa em đi cẩn thận nha. Dạ. Dạ. Con lên trển nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Con biết rồi mà. Yên đang lành cũng có vài xô nho nhỏ, sao tự nhiên nó bỏ đi vậy? Có phải bà nói gì nó cho nên nó mới bỏ hết như vậy không? Tôi không có nói gì với nó hết á. Nó đang mất phương hướng,
nên muốn lên đó một thời gian để nghỉ ngơi, định hướng lại con đường sắp tới. Mà bà cũng suy nghĩ lại đi, tôi thấy con Phương nó không có hợp làm ca sĩ. Bà đừng có dùng chiêu trò này nọ để lôi kéo nó nữa. Cái gì? Nó là con của tôi biết cái gì tốt cho nó. Bà đừng có tưởng hai đứa nó về ở với bà rồi là bà thắng nha. Con của tôi thì mãi mãi nó là con của tôi. Còn bà chỉ là người ngoài thôi. Yến hả? Hình như là tới rồi nè. Thôi, không cần đâu, cứ ngoài quán đi. Hỏi đường người ta một chút là biết chứ gì. Ừ, tôi biết rồi, vậy nha. Bye. Ê mày, gái xinh đâu xuất hiện kìa. Nhìn sao giống hot girl bán phở, hát dở với ta. Ê. Chào người đẹp. Kiếm nhà ai? Để anh chỉ cho. Cảm ơn, tôi tự tìm được rồi. Chuyện của tôi liên quan gì tới bà? Bà xíu vô chứ vậy? Bà nhớ đó. Tao không nhớ là làm gì tao? Ê. Hả? Coi chừng tôi à. Biết cái thằng ranh này. Thanh niên bây giờ thiệt tình. Cảm ơn dì. Dì? Dì có phải là dì Xuyến không? Dạ con chào dì. Con Yến bạn con á, nó ở trọ nhà dì nè. Hôm trước nó có gửi hình dì cho con coi. Hình như là nó chụp ở đâu, ở gần đây luôn. Con là bạn của con Yến đó hả? Dạ, con chào dì, con tên là Phương. Thôi, vô nhà đi con. Dạ. Hên quá à, con gặp được dì ở đây. Đi. Dạ. Nhà của dì đây nè. Nhà này dì có 3 phòng. Dạ. Dì chỉ cho nữ thuê thôi. Con Yến á, nó ở một phòng. Còn một phòng á, thì người ta vừa mới dọn đi. Con ở đây lâu không con? Con cũng chưa biết nữa dì. Chắc là con ở khoảng 1 tháng á. Khi nào mà con về, hay là dì cho con báo trước dì 1 tuần nha. Cũng được. Thường á, dì chỉ cho khách thuê lâu dài. Nhưng vì con là bạn của con Yến, dì ưu tiên cho con đó. Dạ, con cảm ơn dì. Dì, dì cho con hỏi này nha. Hồi nãy trên đường vô nhà dì á, con thấy người ta đập phá hết trơn. Tại sao vậy dì? Chuyện dài dòng lắm. Để từ từ dì kể con nghe. Dạ. Vừa nhắc là tới liền. Dì Xuyến ơi, dì Xuyến. Dạ, con chào dì Xuyến. Cậu không có lỗ tai hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi cậu tới hoài vậy. Dì Xuyến à, dì suy nghĩ kỹ lại đi. Con nói là mức giá tăng 20% á, là một con số rất là tốt. Con bảo đảm với dì, không có ai mua cao hơn công ty của tụi con đâu. Dì suy nghĩ kỹ lại đi. Chứ con thấy dì cứ do dự chần chừ hoài. Công ty con mà thấy khó khăn quá, chuyển qua khu khác mà mua á, là coi như dì mất đi cơ hội đổi đời rồi. Tôi thấp nhang tôi lại, tôi mừng nữa. Công ty cậu mau mau chuyển đi cho tôi nhờ. Tôi đã nói không bán là không bán. Cậu đi mau chưa? Hay là đợi tôi lấy cái chổi tôi quét cậu? Dì suy nghĩ kỹ lại đi. Con đã nói với dì rồi. Chỉ cần dì alo cho con một cái thôi nha, là con cho người đem tiền đến cho dì liền. Không á, alo aliết gì đó. Đi mau. Cậu dì Xuyến à, quá à, cậu đi bán cho công ty của tụi con đi. Dì suy nghĩ kỹ lại đi. Có đi gì gọi cho con nha dì Xuyến. Đi đi. Nhớ nha dì. Nhớ alo con nghe. Đi đi. Còn alo gì nữa. Bất bình. Dì cho con hỏi, ai mà dì giận dữ vậy? Người của tập đoàn gì đó. Cái tập đoàn gì mà dì quên mất tiêu rồi á. À thì đó, là cái chuyện mà dì nói từ từ dì kể cho con nghe đó. Con biết không, họ muốn mua lại cái khu này để mà xây resort đó. Mấy hộ bên ngoài họ chịu bán hết trơn rồi đó. Nhưng dì á, dì không chịu bán. Vậy mà tới làm phiền dì hoài, dì bực mình muốn chết luôn vậy. Con thấy cái khu vực này cảnh đẹp lắm dì. Hèn chi mà họ chọn ha. Dì nói thật cho con biết nha, họ trả bao nhiêu dì cũng không bán đâu. Sao vậy hả dì? Tại vì thôi, phòng của con ở sát bên phòng con Yến. Bếp đúng ở trong nhà. Con cứ dùng tự nhiên đi ha. Dạ con cảm ơn dì. Thôi để dì dẫn con vô coi phòng luôn. Dạ. Đi con.
ngờ là mình đi xa dữ vậy luôn á. Biết vậy hồi nãy mượn xe của chị Xuyến cho rồi. Sao đây có xe ôm ta? Dạ, dạ con xin lỗi chú. Con có sao không chị? Dạ con xin lỗi chú, tại vì sắp tới giờ sổ số rồi. Bây giờ con tới đại lý trả lại vé số con chưa bán hết, con gấp quá, chú cho con xin lỗi. Chú không có trách con đâu, con còn bao nhiêu tờ vé số đây, chú mua hết luôn cho. Anh Đông. Nè, lần sau á, con nhớ cẩn thận nghe. Không phải lúc nào con cũng may mắn tránh được như ngày hôm nay đâu. Dạ, con cảm ơn chú. Ừ. Anh Đông, chào anh. Chà, công nhận là mình có duyên ghê á. Mình lại gặp nhau nữa rồi. Không ngờ là anh tốt bụng thiệt. Đúng thiệt là có duyên, đến phát sợ luôn. Nè, anh nói vậy là ý gì hả? Nếu không phải thấy anh tốt bụng, tôi cũng không thèm qua đây chào hỏi anh đâu đó nha. Tôi nói giỡn thôi. Cô đi du lịch hả? Ừ. Tôi vừa mới lên đây thôi à. Vậy còn anh? À, mà bữa nay anh đi xa khác hả? Lạ quá à. Tôi nhìn không ra. Tôi bay ra đây cho nên tôi thuê xe đi công việc cho tiện. Ừ. Anh đi một mình hả? Không đi với sếp hả? Tôi đi một mình. Nè, anh có đang bận gì không? Không. Đừng có nói là tính kêu tôi cho đi quá gian nữa nha. Ừ. Anh cứ làm như tôi là người cơ hội lắm vậy đó. Chẳng qua là tôi muốn mời anh đi cà phê thôi. Sao tự nhiên mời tôi đi cà phê? À, thì dù sao tôi với anh cũng gặp nhau 2 lần rồi. Với lại anh vừa làm một việc tốt đó. Coi như là tôi mời anh. Thay lời cậu bé lúc nãy cảm ơn anh. Vậy được chưa? Ok. Tôi đi lên quanh nãy giờ cũng mệt rồi. Tôi muốn nghỉ một chút. Cô định đi quán nào? Vậy thì mình đi qua quán Kimi nha. Quán nằm ở bên hướng kia kìa. Anh chở tôi đi, tôi chỉ đường cho anh. Ừ, vậy cô lên xe đi. Nè, ngồi ở đây đi. Quán này đó hả? Ừ, quán này là của bạn tôi á. Nó chỉ mới khai trương thôi à. Em chào anh chị. Dạ, anh chị uống gì ạ? À, cho chị một ly bạc hà nha. Dạ. Cho ly cà phê đá. Dạ. À, chị là hot girl Vĩnh Phương đúng không ạ? À, chị là bạn của Yến. Yến đâu rồi? Em kêu Yến giùm chị dạ. đi. Dạ, để em đi kêu chị Yến ạ. Cảm ơn dạ. em. Hình như là hồi đó tới giờ anh chưa biết tên tôi đúng không? Bây giờ thì biết rồi đó. Thì ra cô là hot girl trên mạng xã hội hả? Ê, tôi cũng hơi nổi nổi á nha. Bộ thường ngày anh không có đọc mấy tin giải trí hả? Không, tôi chỉ chú ý những thông tin bổ ích thôi. Vậy anh có biết quán phở Vĩnh Phong không? Tôi không thích ăn phở cho nên cũng không biết. Trời đất, quán phở người ta nổi tiếng vậy mà cũng không biết là phở Vĩnh Phong đó. Chán anh thiệt. Nè, anh làm tài xế riêng hay là làm cho công ty luôn vậy? Tôi làm tài xế riêng của chủ tịch công ty Thuận Phát. Thuận Phát? Ủa, chị ba tôi cũng đang làm trợ lý cho phó tổng giám đốc của công ty Thuận Phát đó. Chị tôi tên là Thư, anh có biết chị tôi không vậy? Tại vì Thuận Phát lớn lắm, có nhiều phòng ban, công ty con, có 3 phó tổng lận. Chủ tịch lại không thường ở trụ sở chính, cho nên chắc tôi cũng không gặp chị cô. Thì tôi cũng nghe chị tôi nói là công ty đó nhiều người lắm, chị tôi cũng không có thời gian đâu, nên chị chỉ biết những người có liên quan tới công việc của chị thôi à. Ê, Yến. Ê, trời Phương, tao nhớ mày quá à. Trời ơi, tao nhớ mày lắm luôn á. Thôi đi mày sến quá. Ê, chứ không phải bà thích mấy cái sến rện này hả? Không có. Đúng đâu, chứ còn gì nữa. Ủa, ai vậy? Hả? Đừng có nói là bạn trai nha. Bà này ghê nha. Hả? Bậy bạ.
đây là anh Đông, người của tôi khỏi cái ông biến thái mà tôi kể cho bà nghe đó. Vậy hả? Dạ em chào anh Đông, em tên Yến, là bạn của Phương. Chào em. Hồi nãy hả, đi trên đường qua đây nè, tình cờ gặp anh Đông cho nên tôi rủ anh qua đây uống cà phê luôn đó. Phải rồi. Dì của tôi gọi. Nghe đi. Dạ con nghe nè dì. Con tới rồi. Bây giờ con đang ngồi quán cà phê của con Yến nè. Con biết rồi mà, con sẽ gọi về cho dì đều đặn được chưa? Bye bye dì, con ngồi nói chuyện với bạn con nha. Ê, hồi nãy dì của bà có gọi điện cho tôi, nhờ tôi giúp đỡ cho bà. Công nhận nha, dì của bà thương bà lắm luôn á. Chứ sao nữa, dì tôi lúc nào cũng vậy hết trơn á, suốt ngày hỏi han quan tâm người ta hoài luôn. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Dạ. Nè, bà uống thử đi, có nước ngon không? Ừ. Anh Đông uống đi. Dạ, chào anh dùng gì vậy? À, cho anh ly cà phê. Dạ, đợi em chút. Ê, hả? Cái ông đó, hồi nãy, ông tới nhà cô Xuyến, ông đòi mua nhà đó. Ông cứ tới hoài hả? Năn nỉ gì Xuyến bán nhà cho công ty của ổng á. Ừ. Dạ em chào anh. Chào em. Bữa nay á anh tới kiếm chị Xuyến nữa hả? À đúng rồi em. Công nhận anh cũng dai thiệt ha. Công việc của tôi mà, biết sao giờ. À thôi hai người ngồi nói chuyện ha, tôi đi vô trong một chút không có làm kỳ đà hả? Nữa cái bà này nói bậy bạ. Em đi ha. Em lên đây du lịch lâu không? Gì mà tự nhiên đổi tông ngọt xớt vậy? Từ xưng cô tôi bây giờ xưng bằng anh với em nghe ngọt xớt vậy? Tính cua tôi hả? Thì lạ cho nên mới xưng tôi với cô cho lịch sự. Mình cũng gặp nhau mấy lần rồi, coi như là bạn. Cũng đúng. Mà thiệt ra nói cho anh biết nha, em không có dễ kết bạn với người lạ đâu đó. Tại vì thấy anh đặc biệt cho nên mới kết bạn với anh thôi. Anh có gì đặc biệt? Tại vì anh đẹp trai hả? Em không có hề mê trai đẹp đâu á nha. Chẳng qua là em thấy anh vừa nghĩa hiệp nè, cũng tốt bụng nữa, cho nên mới làm bạn với anh thôi. Em lên đây du lịch nghỉ ngơi một thời gian, em đang ở trọ chung với con Yến á. Ủa anh lên đây có một mình thôi hả? Không có người yêu hay người thân gì đi theo hết vậy? Ít nhất cũng phải rủ bạn bè đi chung mới vui chứ. Anh làm gì có bạn gái? Thường lịch nghỉ phép của anh còn phải coi lịch trình của sếp nữa. Cho nên anh không có rủ được bạn bè nào đi chung. Hay là hai đứa mình đi chơi chung đi. Thôi sao? Cũng được. Còn Yến bạn em thì nó bận quá, em thì cũng đang buồn không biết đi đâu hết. Sáng mai mình hẹn nhau chỗ nào đó rồi đi chơi ha. Hay là em cho địa chỉ nhà trọ của em đi, anh tới đó rồi đón em đi luôn. Ok.